live stream cho em. Ngày hôm qua chị yêu nào, ngày hôm nay các chị cố gắng săn quà cho em, săn like rất là nhiều hàng đẹp. Cái này em có đủ size cho các con từ size 26 đến size 38 đúng không? À đến size 36 đúng không? Size 26 cho các bé đến size 36 các chị yêu nhá. Em có đủ size từ 26 đến size 36. Chị yêu nào mình ok thì mình lên đơn cho em mã này. Chà, đây các chị yêu nhìn cho này, trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Được chưa? Không, size to có cả màu đỏ mà. À, các chị yêu nhìn cho em ạ, em có từ size 26 cho đến size 36 nhá. À, đồ bộ đang mặc có bán, chị Sỉ và Lẻ Chuyên ơi có bán đồ bộ em đang mặc, lát em sẽ lên. Anh chuẩn bị cái mẫu này đi ha. Các chị yêu này lên cho em mã này luôn là bốt bé kèm số điện thoại. Áo chị đang mặc, áo em đang mặc là em bán rồi. Bây giờ các chị nhá, hoan hỉ cho em nhá. Còn hai chiếc áo nữa em sẽ tặng bất chợt, cứ lên view này. Hoặc là gì ạ, à? Bất chợt là em sẽ tặng tiếp. Ok chưa mọi người ơi, có size nhỏ không em? Cái này của em là nó có size từ 26 ạ cho đến size 36 nha các chị yêu nhá. Hàng này thì chất của nó rất là đẹp. Chị yêu nào ok thì mình lên đơn thôi. Tại vì em bán, em chỉ bán kèm vào đơn thôi các chị yêu ạ. Những cái này đây các chị nhìn cho em bên trong này. Bộ em mặc em chưa lên đâu chị Mai Hoa, lát em sẽ lên cho. Các chị yêu lên cho em mã này luôn là gì nhỉ? Mã không biết là lên là mã gì. Hôm qua lên là mã E rồi đúng không? Ngày hôm nay xin phép tặng các chị với mã gì? Mã xả 1 đi. Xả đặt được chưa anh ơi? Anh ơi, xả đặt được chưa? Được chưa? Các chị lên comment vào đấy cho em mã này, em có đủ size cho các con. Em chào chị Mai Nguyễn nhé. Từ size 20 hả? Từ size 26 cho đến size 36 mã của em là M1 kèm số điện thoại. Được chưa? Em có màu hồng và em có màu đỏ. Tình yêu là chốt mã này, comment giúp em là M1 kèm số điện thoại, em lên đơn. Được chưa? Với giá tiền của nó này. Trời ơi, 145.000 đồng một đôi. 145.000 đồng một đôi. Chị yêu nào mình lấy mình comment giúp em là M1 kèm số điện thoại hoặc là bốt bé kèm số điện thoại cho em cũng ok các chị nhá. Không phải mẫu này, mẫu mới cơ mà đúng không? Hàng mới lên lên ở bên chỗ góc trăm này này. Các tình yêu lên cho em mã này luôn là M1 kèm số điện thoại. Em có màu hồng nhá, màu hồng và màu đỏ. Chị yêu nào chốt màu hồng comment màu hồng, chị yêu nào chốt màu đỏ comment màu đỏ. Được chưa? Chị gái nào chốt màu nào thì mình lấy màu đấy cho em. Lên đơn cho em mã này luôn là M1 kèm số điện thoại, đủ size từ 26 đến size 36, được chưa? Với giá là 145.000 đồng một đôi. Em nói luôn cái này ngày hôm nay em về nó được ít lắm, được có 120 mấy đôi thôi. Nó chia theo gì ấy, nó chia theo gì thì ngày mai chị yêu nào mình là không chốt nhanh là nó lại lẻ sai. Ngày mai là nó lại lẻ sai, xả một thôi. Comment là M1 cho em, cho chị Anh Ngọc có, cho chị Phương Thúy Anh có, cho chị Thanh Lê ok chị gái. Comment giúp em mã hàng này là M1 kèm số điện thoại. Em xin phép bỏ ghim nhá. M1 của em nó có size từ 26 đến size 36. Cái này là size nhỡ size. Chị yêu nào mình lấy mình comment giúp em là M1 kèm số điện thoại. Được chưa? Có màu hồng và màu đỏ. M1 cho em kèm số điện thoại là em trang lên đơn. Với giá tiền của nó sẽ là 145.000 đồng. 145.000 đồng một đôi. Bao đẹp bao xịn, bên trong lót nhung cho các bé nhá. À, bộ em đang mặc có nha chị Linh Ti ơi, có bộ em đang mặc luôn, hàng cao cấp luôn ạ. Các chị lên comment vào đấy cho em mã này luôn là M1. Cái này bên trong của em là lót nhung. Được chưa? Bên trong của em là lót nhung cực kỳ ấm. M1 kèm số điện thoại cho em, cho chị Lê Lan. M1 ok chị gái luôn này. Đấy, M1 kèm số điện thoại em trang lên đơn. Với giá tiền là 145.000 đồng nhá. 145.000 đồng, cái đôi này không có size 22. M1 đó chị Nguyễn Hồng Linh. Ok chị gái này, chị yêu nào chưa chốt được mã này comment nhanh giúp em mã hàng này là M1 kèm số điện thoại. Giá tiền của nó là 145.000 một đôi. Ui dồi ôi, em thật sự các chị luôn là đẹp lắm. Size đến size 36. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho luôn là M1. M1 đó chị Nguyễn Hồng Linh, cho chị Nguyễn Kim Linh có. À, chị Dương Vũ không có nhá, chị Lê Huệ có M1. Lên áo đi chị, dạ ok chị gái đợi em một tí ạ. Chị yêu nào mình chưa chốt được mã này mình comment lại giúp em. Mã hàng này của em sẽ là mã M1 kèm số điện thoại. Với giá tiền là 145.000 đồng một đôi. 145.000 đồng. Sáng mình bận không nghe được thoại, nhắn tin không thấy ai trả lời ạ. À? Ok chị Mai gọi lại nhá, Mai anh ghi Mai gọi lại chị Thần Long. M1 cho chị Khổng Hằng Hằng ok chị. 26 cho đến M1 cho chị Liên Bích ok tình yêu, để lại số điện thoại cho em ạ. Em cảm ơn chị Huyền Trần nhá. Chị yêu nào mình lấy mình comment cho em. Cái này bên trong của nó ấm lắm. Đây bên trong của nó lót nhung ấm cực kỳ luôn. Cái này em chỉ có size từ 26 thôi ạ. Size từ 26 đến size 36. Đây là dòng size đại nhá. Đây là dòng size nhỡ đại cho các bé rồi. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là M1. Ví dụ như size bé hơn thì chắc là nó sẽ rẻ tiền hơn. Nhưng mà em lần này em về là về lô nhỡ trước. Tại vì nhiều chị em mình hỏi những cái mẫu nhỡ này cho các con đi học quá. Nhiều chị em mình hỏi những cái mẫu nhỡ này cho các bé đi học quá nên em về mẫu nhỡ trước nhá. Cái này em chốt theo size nhá chị Trung Thắm. M1 đó chị Hậu Hậu có 145.000 đồng một đôi ạ. Chị yêu nào mình chốt mình comment giúp em là M1.
M1 kèm số điện thoại. Có hai màu nha các chị yêu nhá. M1 cho chị Hậu Hậu, M1 cho chị Kim Linh. Ok chị có con trai không ạ? Em chưa lên con trai rồi. Cho chị mong may mắn. Ok tình yêu luôn, cố gắng chia sẻ livestream cho em. Cái này các bác, chị Nguyễn Cảnh ơi, mình chưa có logo là người chia sẻ. Đẹp chưa các chị yêu? Đơn giản thôi nhưng mà đẹp cực kỳ. Chị yêu nào mình chốt má này, những cái mẫu như thế này, cổ nó vừa phải, vừa ấm chân này, vừa ấm vừa sạch chân cho em nhá. Vừa ấm vừa sạch chân thứ hai là gì ạ? Bền đẹp. Cái này lại dễ kết hợp quần áo, kết hợp váy vóc quần áo luôn. Chị yêu nào mình chốt má này, mình comment giúp em là M1 kèm số điện thoại, là em Trang lên đơn với giá tiền là 145. Đặt hàng từ hôm qua mà không thấy gọi điện chốt đơn vậy á, chị Nguyễn Tươi à? Ok tình yêu luôn hay là sót đơn nhỉ? Tại vì nhà em gọi hết mà. Nhà em là chị Nguyễn Tươi hả? Ok chị. Thế thì chắc chị không nghe máy đấy ạ. Ok chị Trang Trần có. Cái này em không có sai nhí nhá. Em chào chị gái Nhung Hồng Chu ạ. Lên đơn giúp em má này là M1 kèm số điện thoại được chưa? Giá của nó sẽ là 145.000 đồng một đôi. 145 nha các chị nhá. 145.000 đồng. Chị yêu nào giúp cái má này comment giúp em là M1. M1 cho chị Vi Oanh, không có sai bé đâu. Cái này em nhận đơn từ size 26 cho đến size 36. Chưa ạ? Từ 26 cho đến 36 chị cô đơn mình em không có 24. Cái này có từ size 26 cho đến size 36 nhá. Em qua mẫu nhá chị yêu nhá. Qua mẫu nhá chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là M1, không ngày mai là lẻ size luôn. Em thật sự các bác luôn là những cái hàng mẫu mà nó có size số này về cái là lẻ size ngay. Thế giờ cứ chỉ đủ size hôm đầu tiên thôi. Nó chỉ được đủ size hôm đầu tiên thôi mà em bán giá các chị gọi là không phải nghĩ rồi. M1 kèm số điện thoại cho em. 145.000 đồng một đôi nhá, 145. Tình yêu nào mình lấy thì comment giúp em là M1. Em đặt hàng 20 từ hôm 20 mà không thấy ai gọi á, chị thêm Hoàng á. Không thấy ai gọi sao lại từ hôm 20 rồi mà không thấy ai gọi là như nào. Ok tình yêu luôn này, lên đơn thuê là M1 kèm số điện thoại nha. Em báo là các tình yêu với giá là 145.000 đồng. 145.000 đồng nào, tiếp tục đến bộ em đang mặc đi. Bộ của em đang mặc nó là hàng Asana cao cấp nha các chị yêu nhá. Bộ này của em thì nói chung là hàng rất là đẹp luôn. Tình yêu nào mình mua rồi thì các chị biết nha. Ok ạ. A20 cho chị thêm Hoàng, bộ em đang mặc bây giờ em bắt đầu lên. Các tình yêu nhá. Cái này nhìn xem có đủ size MLX không anh ơi? Đằng sau cho chị xem lại nhé. Áo đằng sau rồi. Ok chị Tâm Bình vật tư. Cái này các chị comment giúp em mã hàng này là M2 kèm số điện thoại. M2 là bộ em đang mặc. Em chào chị Nga Trần. Chị yêu nào mình đang có nhu cầu xem chăn, mình chấm cho em là xem chăn đi kèm số điện thoại đi. Để em chấm cho em hoặc là chấm cho em là chăn đi các chị ơi. Để em lên chăn cho mọi người. Em nói luôn này, nhận chăn của nhà em các chị sẽ phê luôn. Bởi vì hàng thứ nhất là đầy đủ cân nặng, thứ hai là rất là dày và rất là chăn của nó lên form, nó cứng chăn chứ nó không phải là hàng nhẽo nhẽo nha các chị yêu nhá. Nói luôn là không bán một cái sản phẩm gì kém chất lượng được chưa. Tình yêu nào mình chốt bộ em đang mặc thì comment là M2. M2 của em Trang sẽ có size cho các chị từ 45 cân, 48 cân cho các chị đến tầm 65 cân. Không có size bé nhá. Lên đơn giúp em là M2 tại vì size bé em để lại 2 bộ mặc rồi. Trong cái lô này là có đúng 2 bộ size bé thôi. Chị yêu nào mà màu rêu màu cẩm này đúng không? Chị yêu nào mình chốt mã này, em chào chị Hương Thanh. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em mã hàng này là M2 kèm số điện thoại rồi. Thế lại kêu chị tìm lên cái màu gì? Asana mặc sướng lắm. Ok chị gái luôn. Em có size đến tầm khoảng là 65kg đổ về. Chị yêu mọi người thích xem chăn nhiều quá anh ơi. Thôi bỏ. Chị yêu nào chốt cái này comment M2. Bán vừa tặng các chị yêu nhá. Với giá là 159.000 đồng. Alo 159.000 đồng. Bộ này nó hơi đắt một chút bởi vì nó là hàng da cá tàu. Màu này của em là màu cẩm này, màu rêu này, cẩm này, rêu này, đen này, các chị này, đen này, màu em đang mặc là màu hồng tươi và màu hồng đỗ. Chị yêu nào chốt mã này comment giúp em mã này luôn là M2 kèm số điện thoại với giá tiền là 159 nha các chị nhá, 159. Chất này thì các chị không thể chê được rồi, được chưa? Chất này thì các chị không thể chê được rồi, từ form cho đến chất của nó mặc đẹp cực kỳ. Chị yêu nào mình chốt mã này mình lên đơn là M2, size từ 48 cân nhận đơn đến 65 cân. Cái này em nhận đơn từ size 48 cân đến size 65 cân. Tình yêu nào lấy thì comment giúp em Trang mã này là M2 kèm số điện thoại, được chưa? Với giá tiền của nó là 159.000 đồng, 159 nhá. 159. Xem xin chăn đi, bây giờ em bắt đầu lên chăn nhá. Bắt đầu các chị comment chăn luôn. Em đọc giá chăn luôn thôi tình yêu này. Cái trạng chăn của nhà em sẽ có giá là 229.000. M2 màu cẩm màu rêu, ok chị. Hàng không đẹp các bác trả về đây cho em. Được chưa, riêng hàng này không đẹp các chị trở về đây cho em. Màu này, những cái hàng này thì mặc của là nó phê cực kỳ.
Tiếp tục em lên đơn các tình yêu luôn chăn này. Bây giờ các chị comment luôn là chăn kiều kèm số điện thoại, hoặc comment là không là chăn thôi cũng được, comment chăn thôi nhá. Comment giúp em là chăn kèm số điện thoại cho em. Giá tiền ngày hôm nay cho các chị yêu là 229.000 đồng một cái chăn. Hàng đầy đủ, cân nặng và gì ạ, form của nó chuẩn form, đẹp cực kỳ luôn. Chị yêu nào mình chốt chăn mình comment chăn kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Chăn kèm số điện thoại là em sang lên đơn. Ok chưa? M2 cho em nhá. M2 chị Nguyễn Hồng, M2 chị Lê Trang. Ok chị Mai Mai có M2, M2 chị Phạm Mận, M2 chị Trang Vũ, M2 cho chị Huế Ngô. Áo dép bé đi, dạ đợi em một tí ạ. Các chị lên đơn cho em áo này là M2. Hàng không đẹp các bác trả về. Đấy chưa? M2 cho chị Mai Hoa, ok. M2 chị Nguyễn Định, ok chị Ái. Cái này em có size đến 2XL. M2 cho chị Nguyễn Thu Hà. Comment là M2, bộ đằng sau bao nhiêu? Bộ đằng sau của em là 99.000 đồng. Bây giờ các chị comment chăn đấy còn không vào được cơ. Cái này chăn người ta không bán dưới 250 đâu nhá. Nếu như đúng hàng như thế này các chị nhá. M2 cho em ạ, à, ok tình yêu luôn. Cái này chăn này thì không bao giờ có dưới 250. Không nói đến cái hàng thiếu cân, không nói đến cái hàng nhiều nhéo nha. Nói chung là các chị ạ, à, một cái chăn các chị đắp được mấy mùa. Một cái chăn các tình yêu đắp cho em được mấy mùa đông. Bởi vì một năm nó chỉ có 3 tháng đông thôi đúng không? Đấy là những năm nào rét. Còn nếu không rét thì nó chỉ rơi vào tầm 2 tháng thôi. Các chị yêu nhá, mua một cái chăn đẹp các chị yêu làm được cho em mấy năm luôn. Được chưa? Lên đơn cho em áo này luôn là chăn kiều hoặc là chăn kèm số điện thoại. Được chưa? Nhận hàng rồi. Shop ơi đồ đẹp lắm, em cảm ơn tình yêu luôn. Cảm ơn chị gái Thảo Trần nhá. Áo len bé trai chị Bằng Lăng Tí mà em chưa về rồi, size 45 cân. Đây các chị nhìn cho em này. Các chị nhận hàng các chị phải test hàng, các chị mới biết được hàng nó đẹp như nào. Các chị nhá. Đấy hàng của em nó dày như thế này cơ. Nó dày mà nó lên form của cái chân nhá. Nó kiểu như kiểu là nó không bị dẻo dẻo đấy các chị nhá. Đấy chứ là nó không phải mỏng mỏng tanh đâu. Đây các chị yêu nhìn cho này, chân nó ôi cái lông của nó này. Được chưa? Chứ còn để mà nói những cái hàng bán dưới 200.000 đó các chị em nhập thoải mái. Đấy là nói tâm sự thật luôn đấy. Nhưng mà thôi mình bán cái gì cũng thế, tại vì là chân nó chênh nhau không đáng kể các chị nhá, không đáng kể. Chỉ vài chục nghìn thôi nhưng mà các chị yêu mình sẽ đắp được cái chân này nó phải được. Một cái chăn này chị yêu mình, các chị yêu mình phải đáp được tầm là 3 đến 4 vụ đúng không? Đấy là các tình yêu mình thích thì mình bỏ đi thôi chứ còn nó không thể hỏng được. Đấy các chị nhìn cho em này, nông của nó này. Chị yêu nào mình lấy chăn này mình comment giúp em là chăn kiều hoặc là chăn kèm số điện thoại cho em nhá. Em bắt đầu lên màu này. Màu này của em là màu đỏ hoàng gia nhá, đỏ hoàng gia cho em này. Được chưa? Là màu này của em là đỏ hoàng gia. Được chưa? Chăn đỏ hoàng gia cho em kèm số điện thoại với giá tiền là 229.000 đồng. Tiếp tục cho em màu này của em sẽ là màu hoa ly. Hoa tím. Màu này cứ gọi là màu hoa tím đi. Em không đặt nhiều màu đâu. Cho em không đặt nhiều màu đâu. Nhưng mà em đặt toàn những cái màu rất là đẹp, rất là nhã cho chị em mình. Rất là đẹp, rất là nhã, rất là hợp mùa đông cho các chị. Màu này của em sẽ là màu hoa tím nha các chị yêu nhá. Các chị nhìn cho em một cái chăn này. Đấy, hàng đầy đủ cân nặng nha các tình yêu nha. Được chưa? Thấy chưa các chị yêu ơi? Comment giúp em mã này luôn là chăn kèm màu kèm số điện thoại 229.000 đồng một cái. Hàng này năm ngoái bán là 270 mấy nghìn đấy. Năm nay nó được rẻ hơn. Năm nay nói chung là tất cả kể cả quần áo các thứ nó cũng rất là rẻ. Chị yêu nào mình chốt cái má này mình lên tiếp chăn này cho em là chăn màu gì ạ? Chăn này của em là gọi là, bữa nãy gọi là đỏ hoàng gia rồi thì cái này gọi là cái gì được? Cái này gọi là thổ cẩm nhá. Anh ơi cái này gọi thổ cẩm nhá. Cái này của em sẽ gọi là màu thổ cẩm nhá. Tình yêu nào lấy chăn này comment giúp em là chăn thổ cẩm kèm số điện thoại. Cái này em cho các chị chọn màu thoải mái. Đấy chưa? Em cho các chị chọn màu thoải mái. Hàng của nó rất là dày. Rất là dày và rất là đanh. Tình yêu nào mình lấy mã này mình comment là chăn thổ cẩm kèm số điện thoại. Bộ em đang mặc là 159.000. Tiếp tục chăn của em ạ. Chăn này của em là chăn kẻ Big Berry ạ. Sợ cái chăn xuống quá. Rồi ôi khách sỉ hôm nay đến bảo là rồi ôi tớ đóng cái chăn kia bây giờ tớ sợ mất khách. Các chị ạ, bán xong sợ mất khách. Bán hàng mình phải tin tưởng là gì ạ? Khách hàng nhận hàng là phải thấy đẹp. Các chị nhá, bán hàng là làm sao mà tin tưởng là cho khách mở ra kiểm tra hàng là thấy đẹp, thấy ưng. Ok chưa? Tình yêu nào mình lấy cái mã này mình comment giúp em là gì ạ? Chăn kèm số điện thoại màu này của em là kẻ Big Berry nhá. Chăn kẻ ạ. Ok thảm em không lên được đâu chị ơi, thảm ạ. Thảm của em xả gần như hết rồi. Ngày mai ngày kia em về thảm mới, lô mới sau. Chị yêu nào chốt chăn này comment chăn kẻ Big Berry kèm số điện thoại này. Tiếp tục chăn cho em ạ. Được chưa? Chăn này của em là màu hoa hồng đỏ nhá, màu hoa hồng đỏ. Chị yêu nào chốt chăn hoa hồng đỏ comment giúp em là chăn hoa hồng đỏ kèm số điện thoại 229.000 đồng một cái. Đấy 229.000 đồng một cái chăn.
chị yêu nào mình lấy mình comment giúp em. Đẹp lắm các chị nhá, chăn thì đẹp dã man rồi, tình yêu nào lấy comment chăn. Chăn kèm số điện thoại cho em. Đây có phải thảm đâu các chị, đây không phải là thảm nhá. Mấy hôm rồi xong thấy gọi điện chị Phạm Loan, hôm nay em gọi chị chứ không phải ai đâu, em gọi chị không nghe máy. Các chị cứ kêu là không gọi điện chứ em gọi cho các chị có nghe máy đâu. Cái này của em nó sẽ là gì ạ? Cái này của em nó sẽ là, các chị để ý lại điện thoại đi ạ. Cái này của em là chăn màu cừu lon. Đấy, em chỉ làm vừa vừa màu thôi, nhưng toàn bộ những cái màu chọn đẹp nhất cho các chị yêu luôn. Chăn này là màu con cừu nhá, chăn này là chăn con cừu, chăn này là hình con cừu. Chị yêu nào lấy chăn nào màu nào thì các chị lấy màu đấy cho em. 229.000 đồng một cái. Đẹp lắm, 229 nha các chị yêu nhá. Được chưa? Đây tiếp tục cho em màu này là màu hoa hồng đỏ này. Màu này của em là hoa hồng đỏ nhá. Chị yêu nào chốt chăn nào thì các chị chốt màu đấy cho em. Đấy em chỉ có gần này màu thôi. Được chưa? Chỉ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 màu. Các chị yêu nhá, 7 màu chăn, 7 mẫu chăn. Chị yêu nào mình chốt màu nào mình comment chăn màu đấy cho em kèm số điện thoại. Nói chung là 7 màu đẹp nhất rồi. Lai nhận của quần áo bé nhà chị đẹp mê luôn. Dạ em cảm ơn tình yêu luôn. Đó bảo rồi, bán hàng làm sao mà bán hàng tự tin cho khách nhận hàng, kiểm tra hàng. Ok chưa, chị gái nào mình chốt chăn mình comment chăn cho em kèm số điện thoại nhá. Hàng chăn dày dặn nha, em chỉ lên được chăn được một lúc thôi. Này thì rất là mệt. Đấy, tình yêu ạ, rất là mệt. Chị yêu nào chốt chăn comment chăn cho em kèm số điện thoại. Chưa, cái quần bò bé trai còn không anh ơi, mai lên thêm đấy. Được chưa, chăn cho em ạ. Ok chị Thảo Nhi, một cái chăn thổ cẩm. Chị yêu nào mình chốt chăn mình comment chăn kèm số điện thoại cho em. Có kẻ Big Berry này, có hoàng gia này, có thổ cẩm này, có gì ạ, có hoa tím này, có hoa hồng đỏ nhá. Chị yêu nào chốt chăn màu gì các chị chốt màu đấy cho em. Chăn kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, chăn là kích thước là 1m8 x 2m1 nha. Ok chị Phượng Trần, chăn cừu lon quần 25.000, chất đẹp hơn loại 70.000 ngoài shop. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Nói chung là em đi hàng thanh lý nha các chị yêu nhá, yên tâm luôn. Kể cả những cái chăn này như thế, em nói thật luôn, những cái chăn mà người ta bán ra dưới 200.000 thôi các chị, em thoải mái nhập được vào. Thật sự luôn, nhưng mà cái chăn cầm vào nó dẻo và nó không chắc ấy. Với cả nó không đủ cân nặng nên em xin phép là không đi những cái hàng như thế nhá. Chị em mình cứ đi chất lượng lên hàng đầu tiên. Tình yêu là chốt chăn comment chăn. À, không thấy chốt đơn á chị Trịnh Hương, hôm nay em gọi điện cho chị mà không nghe điện thoại. Chị Trịnh Hương nay có hai cái áo giữ nhiệt chốt từ hôm qua nhưng mà không thấy nghe điện thoại ạ. Chăn cừu lon đó chị Lan Thi. Comment giúp em là chăn kỳ kèm số điện thoại cho em. À, các chị lên lại số điện thoại đi, những chị mà không được gọi điện chốt đơn các chị lên lại hộ em cái số điện thoại cái. Tại vì nhà em 100% là gọi điện hết chốt tất cả các đơn hàng đấy. Các chị comment chăn cho em kèm số điện thoại, em tua lại màu một lần nữa nhá. Để cho chăn cho chị Thảo Nguyên một cái. Ok chị gái luôn. Chăn cho em này kèm số điện thoại này, em xin phép tua lại màu một lần nữa nhá. Màu này của em là màu gì ạ? Gọi là màu đỏ hoa nhá, hoa đỏ nhá. Đẹp lắm ạ. Chăn của em các chị nhìn sờ thôi là đã thấy thích rồi. 229.000 đồng một cái. Không, các chị cứ mua về một cái mà thử so sánh với hàng 190 mấy xem nó có hơn nhiều không ạ. Nó hơn rất là nhiều luôn các chị nhá. Đẹp, dày dặn và chắc chắn cái chăn. Được chưa, tình yêu là mình chốt chăn mình comment chăn cho em. Màu này của em là màu kẻ Big Berry nhá, màu kẻ Big Berry. Được chưa, tình yêu là mình chốt chăn mình comment chăn. Được chưa, chăn của em là đầy đủ hơn 3 kg nhá mọi người. Tiếp tục chăn cho em ạ. Màu này của em gọi là thổ cẩm này. Chăn này của em gọi là chăn thổ cẩm này. Đẹp lắm ạ. Chị yêu nào mình chốt chăn, các chị nhìn cái chăn sướng chưa? Đấy, nhìn cái chăn này sướng cực kỳ. Comment giúp em là chăn kèm số điện thoại cho em ạ. Ok, chăn cho chị Bích Ngọc Trần có. À, bộ em mặc là 159.000 ạ. Đây ạ, các chị nhìn cho em này, cái chăn nó dày như thế này ạ. Đấy, em đã bảo rồi, mình phải xác định làm sao mình mua, kể cả nó chênh nhau 20-30.000. Nhưng một cái chăn mình đắp nó phải được mấy năm. Bởi vì mỗi một năm nó chỉ rét tầm 3 tháng là cao thôi. Còn nếu không nó chỉ rét đến 2 tháng thôi, đúng không? Các chị yêu lên cho em má này luôn là chăn, đây là hoa tím này. Đẹp nhở? Màu toàn màu chọn thôi ạ. Chăn kèm số điện thoại cho em. Các chị được mua hàng, các chị được chọn màu thoải mái. Khi nào hết màu thì em mới bảo các chị không chọn màu. Được chưa? Cái này của em sẽ là chăn đỏ hoàng gia. Cái này của em sẽ là chăn đỏ hoàng gia nhá. Tình yêu là chốt chăn comment chăn. Chăn kèm số điện thoại. Chăn của em là 229 cho chị Thảo Nhi. Ok chị. Cho chị Trần Thêu. Ok chị. Chị Huế Ngô, chăn đẹp cực kỳ luôn, em cảm ơn chị Lê Lan nhá. Chăn cừu lon, ok chị Trang Trần có chăn. Comment giúp em là chăn kèm số điện thoại cho em. 1m8 x 2m1 nha tình yêu ơi. Lên đơn giúp em mã hàng là chăn kèm số điện thoại nhá. Chăn kèm số điện thoại này, bộ của em đang mặc là M2 159.000 đồng ạ. Lên đồ ấm dài tay cho bé 14 cân. Ok chị Thu Lê, đợi em Trang một tí nữa nhá.
Đồ ấm thì rất là nhiều luôn. Bộ em đang mặc là M2 có màu cẩm này. Cẩm này, rêu này các chị này, rêu này. Màu em đang mặc là hồng đậm nhá. Hồng đậm nhá, hồng nhạt ạ. Hồng nhạt và màu đen. Và màu đen nhá. Chị yêu là chốt chăn, comment chăn. Nhận hàng các chị thấy sờ cái chất hàng cho em một xuống lắm. Được chưa? Comment cho em mã này luôn là chăn cứu non ok chị Lan Thi này. Các chị yêu lên cho em mã này của em là M2 159 nhá, 159. Được chưa? 159. Trời ơi. Lại nhiều cái gì nóng lên. Mỗi tình yêu bấm trên xin lượt chia sẻ nhá. Lên lại 200 chị gái để em chốt mini game tiếp theo này. Lên lại giúp em 200 chị gái để em lên lại. Ok chị Diệp Lan Anh, em like sao bây giờ? Like sao bé bây giờ đây? Các chị nhá, em like sao bé bây giờ? Cho em xin cái mẫu sao bé này vào đây này. Sao bé này để đâu nhỉ? Trời ơi, nó đẹp xuất sắc như này ạ. Tiếp tục cho em mã này luôn là M3. M2 của em, M1 của em là bốt nhá. M1 của em là bốt này. Tình yêu là mình chưa chốt được cái mẫu này thì mình lên là M1. M1 của em là bốt cho bé. Bốt cho bé với giá tiền là 145 nhá. Bốt cho bé với giá tiền là 145 nhá các chị yêu nhá. Cái bốt của bé của em là hàng giá tiền là 145. Được chưa? Chăn cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chăn cho chị Thu. Chị Thu Thu phần là ok chị. Chăn của nhà em là 229.000 đồng. Được chưa? Chăn cho chị Thảo Trang ok, nhưng cam kết luôn là hàng đầy đủ, cân nặng là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nó lên cái form chăn của nó rất là cứng cáp, cái chăn rất là đẹp nha. Được chưa? Cái lông của nó thì 100% là lông tơi vàng khè luôn. Được chưa? Em chào chị Đào Nguyễn Thị Đào. Bây giờ các chị lên đơn cho em mã này luôn này. Em chốt cho bé từ 12 cân đến 23, 24 cân. Em chốt cho các bé từ 12 cân đến 22 cân đi. 12 cân đến 22 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M3 kèm số điện thoại này. Anh ơi. Đây M3 cho em kèm số điện thoại. Giá tiền là 149. Áo phao mềm dày cực kỳ luôn. Chị yêu nào chốt cái mã này có bộ bé trai 47 cân không có ạ? Bốt bé đủ size chị ơi. Bốt bé này của em là từ size 26 đến size 36 nhá. Bốt bé của nhà em là đủ size từ 26 đến 36. Đây chị yêu nào mình chốt mẫu này mình lấy cho mã này lên cho là M3. Được chưa? M3 cho em ạ, size từ 12 cân đến size 22 cân. 12kg đến size 22kg, mã hàng M3 kèm số điện thoại cho em. Chăn thổ cẩm ok chị Dung Hoa để lại số điện thoại. Mai gọi điện chốt đơn em nhé. Dạ ok chị gái Thảo Nguyên ạ. Cái này các chị comment giúp em mã hàng này là M3 kèm số điện thoại. Giá tiền của em nó là còn 149.000 đồng một cái. 149 nhá, 149. Bốt bé 3 đôi ok chị Nguyễn Thị Thu Huyền. Các chị comment bốt bé của em nó sẽ có size từ size 26 ạ. 26 đến 36 cho các chị nhá. Hàng này là đang là hàng nhỡ size hàng đại đấy. Chị yêu nào có bé đấy các chị chốt đi. Tại vì vừa ấm này cho các con đeo đi học. Bên trong là nót nhung nhá. Cái này bốt này bên trong có nhung luôn ạ. Chị Nguyễn Xuân bộ em, chị Nguyễn Xuyến bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc là 159 hàng của Asana nhá. Ok chờ, em chào chị nhỏ Trương. Cái này comment giúp em mã là bốt M1 hoặc là bốt bé cũng được. Được chưa? 145.000 đồng một đôi. Đủ size. Áo khoác jean 35, khoác jean em hết rồi chị nhá. Khoác jean thì bây giờ em không còn hàng đâu ạ. Các chị lên đơn cho mã này là M3, 12 cân đến 22 cân. 12 cân đến 22 cân, M3 cho em kèm số điện thoại. Màu này của em là hồng nhạt này. Màu này của em là hồng đỗ này. Chà, màu này của em Trang là màu hồng đậm nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M3 kèm số điện thoại. Giá tiền của em nó sẽ là 149.000 đồng một cái. 149. Em thấy cái màu hồng này nó đẹp mà nó sạch này. Em thấy cái màu hồng này đẹp và nó sạch. Chị yêu là chốt cái mã này lên đơn cho luôn là M3. Có size cho bé yêu từ tầm 12 cân đến 22 cân ạ. Chị yêu nào mình chốt mã này comment giúp em là M3 kèm số điện thoại. 149.000 đồng một cái nhá, 149. Có bộ bé trai 17 cân em có hàng nha chị ơi. Lên đơn giúp em mã này là M3 kèm số điện thoại 149 nhá. 149.000. Chị yêu nào mình chốt M3 comment M3 cho em xin cái quần 36 hôm nay mẫu mới có cái Adidas nhá. Có cái đáp cái Adidas bên này. Chị yêu nào mình lấy mã này comment giúp em là M3 nhá, 149. Được chưa? M3 của em là 149. Đẹp lắm trong em ngay này. Chị Ngoan Nguyễn Nguyễn cứ gọi điện chốt đơn rồi là đi 99% đơn hàng rồi. Tiếp tục cho em M4 này. M4 ngày hôm nay các chị chốt nốt đi tại vì còn ít thôi. Đúng không? M4 này em còn ít thôi. Màu của nó đâu anh ơi? Cái này lên cho em là áo như kiểu áo măng tô ấy các chị yêu ạ. Cái này như kiểu áo măng tô của chị em mình. Chưa? Bạn có bé 9 cân không? M3 chị Diệp Lan Anh ok chị này anh ơi. Cái này em buộc vào cho em. Bốt bé không có 9 cân đâu chị nhá. Cái này các chị comment giúp em. Ơ cái dây của nó đâu hết rồi này. Chán thế nhở. Sao đây cái gì bán cũng chẳng. Cái này lên giúp em là M4. Bộ em đang mặc chăn cừu lon cho chị Phương Thảo ok. Bộ em đang mặc là 159 chị nhá. Bộ em đang mặc là 159. Đây các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn. Áo khoác cho bé gái 40 cân em có. Mỗi chị bấm cho em xin lượt chia sẻ đi. Cái áo này nó như kiểu là váy, áo váy ấy.
Đã làm sao mà đóng được cái cúp này, tại vì là nó mới chích có một tí. Chờ, cái áo này của em là nó là của bé, size từ 16, 15 cân cho đến tầm 26 cân. Chà, cái điện thoại này nó bị sao mà suốt ngày nó bắt mình đăng nhập cái gì ấy nhỉ? Là mới hay cập nhật cái gì? Đây. Ôi thôi, em đang treo vào cái to quá rồi. Các chị nhìn cho em, đây là em chưa chích hết cúc ra lên không đóng được. Được chưa? Cái này nó chính xác, nó không phải là váy mà nó là áo váy, nó có hai hàng cúc hai bên như này nhá. 16 cân cho đến 26 cân. Lên đơn cho em mã này luôn, nó là nhung. Nhung tâm ạ. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em mã này luôn là M4 kèm số điện thoại. M4 kèm số điện thoại, đúng rồi chị Thanh Lê. M4 cho em và kèm số điện thoại, em lên đơn. Với giá tiền của nó sẽ là còn, với giá tiền của nó còn là, cái này có màu đỏ nữa đâu rồi nhỉ? Màu đỏ đâu rồi nhỉ? Với giá tiền của nó là 59.000 đồng một cái. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M4. M4 em có màu vàng, M4 em có màu xanh. Màu xanh kem này đẹp cực kỳ luôn. M4 em có vàng, xanh kem, hồng và đỏ. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M4. Bên trong của nó cũng đẹp luôn. Thảo nào mình cứ thấy cái này xấu xấu. Được chưa? Đây các chị yêu này, lên đơn cho em mã này là M4 kèm số điện thoại cho em. Ơ sao cái tên trên điện thoại này không nhảy comment rồi. M4 là chị Ái Văn Nguyễn Thị. Ok chị này, có màu vàng, màu xanh kem này, màu hồng và màu đỏ nhá. Comment giúp em mã hàng này là M4 kèm số điện thoại. Với giá tiền của nó là 100, à với giá tiền của nó là 59.000 đồng một cái. 59 nhá. Em không thấy màu đỏ ở đây rồi. Màu đỏ còn đấy không? Đây là màu hồng ạ. Có màu đỏ nữa nhá, có màu đỏ nữa ạ. Em không thấy màu đỏ ở đây. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M4. Bộ em đang mặc là M2159. Chị yêu nào chốt cái này comment giúp em là 149. M4 kèm số điện thoại. Bé là 149. Được chưa? Có bán khăn không? Cho ba cái khăn còn cái nào không nhỉ? Khăn quàng cổ M4 cho Yến Phan Hải có đơn. M4 cho chị Đỗ Hương có đơn. Trang ơi, mai nói nhân viên gọi lại tôi. Ok chị. À, chị ơi có hai chăn không miễn ship. Chị ơi ship 30.000 toàn quốc. Ship 30.000 toàn quốc nha. M4 cho chị Đỗ Hải Hương. Ok chị, để lại số điện thoại cho em. Mã lên đơn cho là M4 kèm số điện thoại. Lên cho là M4 kèm số điện thoại cho em với giá là 59.000 đồng. Đẹp cực kỳ luôn, có màu đỏ nữa nhưng mà em không tìm thấy màu đỏ ở đâu. Chị yêu nào mình chốt M4 con lên M4 cho em. Không tìm thấy cái màu đỏ đâu nhỉ? Ở ngoài đấy còn cái là màu đỏ không? M4 kèm số điện thoại cho em. Lên áo phao bé gái 30 cân. Ok chị mờ quá. Ừ sao tự nhiên mờ đấy nhỉ? Sao tự nhiên mờ đấy nhỉ? Các chị chấm chấm hộ em cái nào. Em cũng không hiểu vì sao là tự nhiên lại mờ đấy nhỉ? Bây giờ lên các chị áo phao bé gái 30 cân này. Không hiểu sao mờ đấy nhỉ? Ok chị áo phao mã đi nhỉ? Lên tiếp các chị mã này luôn là M5. M4 là chị Diệp Lâm Anh. Ok chị chấm chấm lên cho em. Cho em hai cái chị Thắm Ánh ơi, lên mã cho em đi. Mã kèm số điện thoại đi chị gái. Lên giúp em mã kèm số điện thoại này. Cái mẫu này em có size từ 25 cân. Ok chị Diệp Lan Anh có, chị Lâm Trần có luôn. M4 kèm số điện thoại có 59.000 đồng một áo đấy thôi. Đẹp lắm, hàng thanh lý nhá. Tí tí quần bé trai nữa. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M5 kèm số điện thoại này. Size từ 25 cân cho đến 35 cân. Được chưa? Size từ 2 đỡ chưa các chị ơi? Size từ 25 cân cho đến 35 cân. À, M4 mặc ngoài váy được nhá. Cho em xem một cái chăn lông cừu nhựa nhé. Chăn lông cừu ấy em vừa qua rồi chị ơi. Lát em mới tua lại được. Các chị lên đơn cho em chào chị Nguyễn Thơm. Cái này comment giúp em là M5. M5 của em có màu hồng và màu vàng. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Chị yêu nào chốt M5 comment M5 bên trong có lót lông cừu nhá. Cái này màu đỏ hết rồi anh ơi. Comment giúp em mã này là M5. Nhận đơn của các bé từ 25 cân đến 35 cân. Đây, chị yêu nào chốt M5 comment M5 kèm số điện thoại cho em. M5 kèm số điện thoại, mũ này tháo được rồi này. Bên trong là lót lông cừu nha. 165.000 đồng một cái. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em mã hàng này là M5 kèm số điện thoại cho em. M5 165 nhá. M5 của em là 165, có hai màu vàng hồng luôn. Được chưa? Bộ em mặc là giá của em là 159.000 chị yêu nhá. Bộ em đang mặc là giá là 159. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn là M5 kèm số điện thoại, không có bốt 18 cân. Được chưa? M5 cho em kèm số điện thoại. M5 nếu mà bé 38, 37, 38 cân nhưng mà phải cao, cao, gầy, gầy thôi thì ok. Được chưa? Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn M5. Đẹp lắm luôn nhá. Mẹ bảo thằng An là mặc áo len mà tại sao cứ mặc cái áo đấy không ấy con. Đây các chị nhìn cho em này. M5 nhá, cái này là rút dây ở đây. Được chưa? Bên trong có lót lông cừu cho bé luôn. Tình yêu nào lấy M5 comment M5 cho em. M4 của em là 59.000.
M4 của em là 59 nhá. Cho em cái chai nước em để sẵn kìa, anh ấy lấy xuống lấy nước cho em. Có đồ dài nam 75 cân em không còn đâu chị ơi. Mai mới về tiếp nhá, hôm qua về nhưng hôm nay hết hàng rồi. Cái bộ nam bộ niết 2 size 80 cân ấm này hết rồi. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em mã hàng này là M5 kèm số điện thoại đây. M5 kèm số điện thoại nhá, 165 nghìn đồng một cái. 165 nhá, 165 nghìn. Em chào chị gái Lý Trần. 165 nghìn đồng một cái. Lên sao bé gái 20 cân em vừa lên xong. Vừa lên xong. Đây cái mẫu này em về thêm này. Mẫu này gọi là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mẫu này chị em mình mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi làm thì rất là đẹp luôn. Mã lên đơn cho luôn là M6, M4 vàng đó chị Ái Vân Nguyễn có đơn. M5 cho em. Bốt không có 14 cân đâu chị ơi. Bốt của em là nó có size từ 26 đến size 36 cân cơ. À size từ 26 đến size 36 cân. Chị yêu nào chốt bốt thì comment là M1 hoặc comment là bốt bé cũng được. Đấy chưa, comment là bốt bé cũng được nhá. M3 giá bao nhiêu, M3 là cái gì nhỉ? M5 màu đỏ chị Ái Vân Nguyễn. Chị ơi chăn bao nhiêu? Chăn là 1229 nhưng mà hàng đẹp, hàng đủ cân nặng này. Form đẹp, may đẹp, đứng cái chăn lắm. Nó cứng cáp cái chăn lắm. M5 là chất gì chị ơi, M5 là cái gì đây? Kaka, áo kaka này nó là dán phao siêu nhẹ bên trong lót lông cừu nhá. Bên trong lót cừu, được chưa? Tình yêu nào lấy comment giúp em mã này luôn là M5 kèm số điện thoại. Giá tiền là 165. Em không có bốt 10 cân. Đấy chị yêu nào chốt cái mã này em về cái bốt size lớn trước để cho các bé mặc đi học các thứ trước đấy nhá. À, đeo đi học các thứ trước đấy tại vì thời tiết đang lạnh, còn bốt bé thì mình sẽ lên sau. Để chờ bốt bé thì mình sẽ lên bán sau. Tình yêu nào lấy comment cho em mã luôn kèm số điện thoại. Bộ này bộ lam 47 cân không có đâu chị ơi. Cái này comment giúp em mã này luôn là M6 kèm số điện thoại cho em. M6 của em và kèm số điện thoại. Tình yêu nào lấy M6 comment giúp em là M6 nhá. Với giá tiền là 78.000 đồng một quần. 40 cân đến 65 cân. KK 21 cân không vừa chị ơi. KK của em là chốt từ 25 cân cho đến 35 cân. Chị yêu nào mình lấy mã này mình comment giúp em là M6 kèm số điện thoại. Mẫu này là vải u mì. Đủ size cho các chị yêu từ 40 cân nhá đến 65 cân. Đủ size cho các chị từ 40 cân cho đến 65 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là M6 kèm số điện thoại cho em. M6 kèm số điện thoại là em Trang nhận đơn. Để trả cho em bộ quần áo dây ra đây đi để cởi ra để mặc thử phao đi nào. Cái này lên cho em là M6 kèm số điện thoại. Giá tiền của em nó là 100. À giá tiền của nó là 78.000 đồng. Đơn của mình cả tuần sao không thấy vậy Trang? Chị Đào Mỹ Linh à? Lên số điện thoại cho em kiểm tra đơn chị yêu ơi. Lên số điện thoại cho em để kiểm tra đơn ạ. À. Có quần thể thao như vậy 65 cân, em không có quần nam. Cái này em chỉ có, đây là quần nữ nhá. Cái này là quần u mì của nữ. Lên đơn cho em mã này luôn là M6 kèm số điện thoại. Anh ngồi đấy làm gì đấy? M4 là chị Ái Vân Nguyễn. Lên bốt rồi chị Ngọc Huệ ơi. M4 vàng 20 cân, hồng 24 cân. Ok chị, áo phao cho bé 30 cân. Em vừa lên đấy chị gái ơi. Áo phao thì nhiều lắm. Áo phao này còn nhiều mẫu lắm. Tiếp tục em lên các chị M7 này. M7 là 145. M7 xá các chị còn 145. Chị yêu là chốt mã này comment cho em là M7. Size từ 18 cân cho đến 30 cân. 18 cân cho đến 30 cân M7 cho em. M7 bên trong cái hàng của nó này. Ok bốt bé chị Lường Oanh. Bộ em mặc bộ em mặc có size đến 65 cân chị yêu nhá. Cái này các chị comment giúp em mã này luôn là M7 phải không? Mỗi chị bấm giúp em xin hai lượt chia sẻ nữa nào. Áo phao lông có cho bé 30 cân, 1m4 không có chị yêu ơi. Đây lên đơn cho em mã này luôn là M7 kèm số điện thoại. Ấm lắm mà nhẹ cực kỳ. 145 nghìn thôi. Chị yêu nào mình chốt mã này comment giúp em là M7 màu hồng này. M7 màu hồng nhạt cho em này. Và M7 màu hồng cam. Chị yêu nào mình chốt mã này comment giúp em Trang là M7 kèm số điện thoại em lên đơn. M7 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của nó là 145 nghìn nhá. Giá tiền là 145. Này chả hiểu là màu nó đâu. Cái này lên đơn cho em luôn, bốt bé cho chị Ngọc Huệ. Bộ em mà có nha chị ngôi sao may mắn ơi, kiểm tra đơn hàng ok chị. Lên giúp em mã này luôn là M7 kèm số điện thoại cho em. Cứ thôi cứ lên màu hồng đậm với hồng nhạt thôi. Em cứ lên hồng đậm với hồng nhạt nhá. Giá tiền của nó sẽ là 145 nghìn đồng một cái. Đơn hàng này vừa gọi đấy, không biết có vấn đề gì. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Bộ nhung em hết hàng rồi chị nhá. Bộ nhung em hết hàng rồi ạ. Bộ nhung em hết hàng rồi chị Thảo Nguyên ơi. Lên đơn cho em mã này luôn này. Lên đơn cho em mã này luôn là M7 cho em và kèm số điện thoại. Em không có đến 40 cân. Các chị nghe rõ cân nặng giúp em với. Cái này của em là nó chỉ có size từ 18 cân cho đến 30 cân.
hàng có sai số nhá, không phải free size. Được chưa? Cái mẫu này là theo ai đấy? Các chị lên đơn trên mã là M4 kèm số điện thoại, M7 kèm số điện thoại cho em. Chợ M7 kèm số điện thoại cho em. Bốt bé chị Ngọc vậy, ok chị này. M7 cho em kèm số điện thoại nhá. Cho em thêm một M4 rồi, ok chị Đỗ Hải Hường. Len cho bé 23 cân không có rồi chị ơi. Bốt không có màu đen đâu chị yêu ơi. Cái này lên là M7 thì không? M7 145. Bốt bé thì comment là bốt bé kèm số điện thoại cho em. Chắc thế. Ừ. Áo phao M5 đẹp nhưng bé nhà rồi, ok M7 chị Linh Trần Hay. Đồ em đang mặc là mã M2 chị ơi. Đồ em mặc là mã M2. Bộ em đang mặc là mã M2 159.000. Đấy chưa? Áo phao cho bé trai 30 cân em có nha chị Tuyến Lò ơi, qua trang cá nhân, qua trang trang page đi chị yêu ơi, tại vì mờ lắm bên trang đấy ấy. 78.000. Các chị lên đơn trên mã bút bé này của em thì thế nào? Thế hôm qua đặt không thấy ai gọi điện chốt đơn nữa chị á. Bốt của em là 145. Chị yêu nào mình chốt bốt bé thì mình comment là M1 hoặc là bốt bé cho em cũng được. Đấy chứ, bốt bé của em là đủ size từ 26 đến size 36. Đây chị nhá, bốt bé bên trong có nhung M7 cho em, cho chị Nguyễn Hồng Linh, ok chị. Rét lắm. Đây các tình yêu này, lên cho em mã này luôn là bốt bé hoặc là M1 cũng được. 145.000 đồng một đôi. 145.000 đồng một đôi, cái mẫu này thì rất là dễ. M2 màu hồng, ok chị Ngôi Sao may mắn. Áo treo trên lúc đầu treo là mã áo gì? Không, tại sao lại cho được thấp xuống tiếng nó là thế nào nhỉ? Được chưa? Bộ em đang mặc là chất da cá tàu. Bộ em đang mặc là chất da cá tàu, áo len 16 cân em có hàng. Chị yêu nào chốt bốt bé thì comment bốt bé cho em. Đấy nhá, xong để em lên quần ấm các kiểu cho các con luôn. Để em lên quần kia các kiểu đây. Quần bò size đại cho bé trai đây. Quần bò size đại cho bé trai. Size từ 30kg đến size lạ 40kg nhá. 30kg đến size 40kg. Mẫu này như có mấy mẫu thôi. Tình yêu nào lấy cái mã này lên đơn là M8. Bộ đằng sau cái gì của bé trai bé gái đều mặc được. Cái này lên cho em là M8 kèm số điện thoại. Em có size từ 30 cân đến size 40 cân. 40-43 cân vẫn ok nhá. Size từ 30 cân đến size 40 cân. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em mã này luôn là M8 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu còn 79.000 đồng. Bộ quà mặc có đủ màu em lên rồi. Hôm nay nhận được hàng áo KK, hàng đẹp lắm mà rẻ, em cảm ơn chị Hương Hoài nhá. Cái này comment giúp em mã này là M8 đi ạ. Kèm số điện thoại cho em. Bút bé cho chị Hương Hoa, ok chị. Cái này lên giúp em là M8 kèm số điện thoại cho em này. Cái chất bò này là chất bò kiểu như bò cốt tông ấy, chất đẹp lắm. Chị yêu nào lấy cái mã này comment giúp em là M8 kèm số điện thoại. Em có size cho bé từ 30 cân đến 40 cân, 42 cân vẫn ok nhá. 40-42 cân cho em. Đấy chứ ạ, với giá tiền của nó có hai mẫu đấy, nhưng mà hiện tại là em thấy đây có một mẫu thôi. Chị yêu nào mình lấy mã này mình comment giúp em là M8 kèm số điện thoại. Em lên đơn các chị với giá tiền là 100. Sao cái điện thoại này không cho tỷ từ xuống như mọi khi nhỉ? Hỏng rồi. Nó cứ nói rè rè nè. Cái này comment giúp em là M8 kèm số điện thoại. Giá tiền của nó là 79.000 đồng một cái nhá. 79. Cái này còn để nguyên lại mẫu này sao? Chợ 79.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào mình chốt mã này comment giúp em là M8. Cho em xin quần legging với cả áo phao mà. Áo phao người lớn. À xin lấy quần cọc bộ quần áo cọc ra đây cho em đi đã. Ôi giời ơi. Hôm nay thì nhiều hàng được xả các chị yêu lắm. Hả? Ô thế buồn cười, bán hàng thì hỏi lấy cái gì? Đấy cho em hình như còn ít quần legging nha, còn ít ở trong cái đường đi vào chỗ để cái áo gió VIP ấy, mang nốt đây em xả đi. Được chưa? Nên bộ mặc được không? Bộ em mặc em lên rồi. M2 cho chị Phạm Thủy, ok, bộ em đang mặc là M2 ấy. Bộ em đang mặc là M2 nhá, bộ em đang mặc là M2. Được chưa? Bộ đang mặc của em là chất da cá tàu đây này, em còn không tại sao mà đọc được comment đây. M8 cho chị Giang Đông, M2 cho chị Phạm Thùy. Quần jean bé gái không có hàng rồi chị yêu ơi. Quần jean bé gái không có hàng. Cái này comment là M2 kèm số điện thoại, được chưa?
Và hai kèm số điện thoại đây này, em còn ít ít này, không mặc cái quần kia được, mặc quần kia không mặc áo được. Mà tám nó chị cho chị Kim Linh, chị Kim Trinh, ok chị, đây các chị lên đơn cho em này. Cái này em còn size đến tầm 18 cân, 10 đến 18 cân, còn vài chiếc nữa thôi. Được chưa? Thanh ý luôn các chị luôn. Quần lót lông cho bé gái không có 26 cân nha. Chất của nó đẹp tuyệt vời, không bay không xù nha. Ok, M8 và chị Dung Lò này, các chị lên đơn cho em mã này luôn là M9 kèm số điện thoại cho em. Giá của nó sẽ là 25.000 đồng một cái. M9 chất đẹp cực kỳ. Xem lại bộ đằng sau, ok chị Ngọc Lan Nguyễn, đợi em tí nhá. Cái này các chị comment giúp em là M9 kèm số điện thoại cho em. Chất này đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái quần này đâu, cái quần bình thường em mặc đâu. Em mặc ngay kia kìa. Lên giúp em mã này là M9 với giá tiền của nó lốt là 25.000. 25.000 nhá. Cái này đây còn có vài chiếc nữa thôi. Đây còn có vài chiếc nữa thôi nhá. Còn vài chiếc nữa thôi, còn 8-18 cân. 8-18 cân còn độ khoảng 10 cái nữa. Còn độ khoảng 10 cái. Cái này còn một cái đến tầm 25 cân này. Còn một cái đến tầm 25 cân này. Chị yêu nào cho cái này comment M9. M9 kèm số điện thoại 25.000. M9 nữa chị Ngôi Sao May Mắn, M9 chị Đỗ Hải Hương. Áo KK là mã mấy trang? Mình lấy thêm cái nữa cho cháu. Áo KK của em là mã mấy nhỉ? KK lên giúp em là M5 đi chị ơi. KK lên giúp em là M5, mặc cái con ấy đẹp lắm. M8 là cái quần legging anh vừa xách vào ấy. Em đọc M8 mà. Mọi người vẫn comment M8 hay ai comment M9 nào? Ok chưa? Chị yêu nào chút M9 à? M9 hai cái chị Hương Hoa đấy, không có M8. M8 à, M9 cho chị Lê Hòe. M9 cho chị Diệp Lan Anh. M9 cho chị Nguyễn Thu. Có áo phao cho bé trai 30 cân em có. M9 cho chị Thủy Thanh. M9 cho chị Phạm Thùy. Cho em xin cái quần gáp đi anh ơi. Chị xin quần gáp bé tặng lốt 25.000 đi. Bộ đen gu xì bao nhiêu? Bộ đen gu xì của em là 99.000. Bộ đen gu xì của em là 99.000. Mã M9 kèm số điện thoại này. Trời ơi, cái bộ em đang mặc thì đẹp lắm, nhưng mà em phải bỏ ra ấy. Tại vì là để em lên áo cho các chị yêu nhá. Để em lên áo các chị. Áo này áo phao KK thì em khẳng định luôn là các chị mua được, các bé rất là thích mặc. Nói luôn là các chị mua rồi, cái áo này các bé rất là thích mặc. Buộc cái này lên đây cho em. M9 4 cái, ok chị, ok Ly Ly. Cái này buộc đứng ở đây, buộc đây này. Buộc ở đây chỗ này cho em này. Ok, chị Nhiêu luôn, cái này lên là M10, 99.000. Có màu vàng với cả có màu hồng. Màu vàng không có bộ nào ở đây đúng không? Màu vàng, màu đen. Cái này của em là còn vàng, còn đen nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên M10. M10 kèm số điện thoại cho em. M10 kèm số điện thoại. Đấy, cái chị yêu nào không vừa lấy feedback ấy, mua cái quần M9 25.000 đẹp hơn 70.000. Đấy, chào M9 hết rồi chị yêu nhá. À, chị Nguyễn Hương Giang này, Trang ơi, hồi chiều qua mình nhận hàng rồi nhưng có cái áo khoác xanh và quần yêu mình nam không vừa, nhưng trả em tiền đủ rồi cho chị đổi lại được không? Em đổi được chị yêu nhá. Đổi đến khi nào vừa đẹp thì thôi. Bên em cho các chị đổi hàng đến khi nào vừa đẹp thì thôi. Ok chưa? Tình yêu là chốt mã này lên M10. M10 của em là 99.000 đồng một bộ. Cái này em có màu vàng nữa nhưng mà không biết là cái sọc vàng bọn nó có vứt ngoài đấy không anh. M10 kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng một bộ nhá. Chị yêu nào lấy comment giúp em là M10 kèm số điện thoại. M10 kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng một bộ. 99 nhá, 99.000. Có size từ 10 cân đến 22, 10 cân đến 25 cân. Có thấy chị cuộc đòi tranh vênh mà không thấy chị chốt gì. Dạ ok chị Hương Xoài, có luôn M5. Cái này các chị lên đơn là M11. M11 25.000. Quần gáp này. Các chị yêu này mua cho các bé mặc đi ngủ. Mặc đi ngủ, mặc ở nhà. À cái gì lê lê em còn một túi đấy anh em mang nốt đây, thanh ní đi đăng lạnh. Cho các con mặc đi học đi chơi. Cái này các chị lên đơn cho luôn là M11 kèm số điện thoại. Được chưa? Giá tiền của nó sẽ là còn mấy áo rút dây. Dạ ok tình yêu luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là M11 kèm số điện thoại cho em. Với giá tiền của nó là 25.000 đồng. Đủ size từ 8 cân cho đến 18 cân 5 tuổi. Đủ size từ 8 cân cho đến 18 cân 5 tuổi. Hàng gáp nhá. Mặc đẹp cực kỳ luôn. Để cho em xả luôn các chị yêu với giá là 25.000 đồng. Đấy, mặc đi ngủ, mặc ở nhà cho các bé luôn. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn là M11 kèm số điện thoại. M10 rồi. M10 bé lớp 9 21 cân không vừa đâu chị ơi, ngắn. Sao lớp 9 mà có 21 cân thôi á chị? Cái này comment giúp em là M11 kèm số điện thoại cho em. 25.000 đồng một quần.
25.000 đồng một quần cho em ạ. M9 cho chị Dung Lò, M9 cho chị Nghĩa Huynh. Cái này lên là M11 kèm số điện thoại cho em này. 25.000 đồng một quần, áo phao đi em rồi. Ok chị Hương Lê, M11 kèm số điện thoại cho em nhé. Giá là 25.000 đồng một quần. Giá là 25.000 đồng một quần cho em. Giờ em mới vào được, chăn có nhiều màu lắm chị Hạ Vi Cương, tí em tua lại cho áo phao của bé gái rồi. Ok chị Kim Hoàng Mỹ, lên mã này cho em là M11 kèm số điện thoại này. Tiếp tục lên một mã áo phao nữa. Lên một mã áo phao nữa các tình yêu luôn này. Lên đâu là M12, M10 hàng lớp 421 cân không vừa đâu. M11 cho chị Cuộc Đời Tranh Vênh. Ok chị, lên cho em mã này luôn là M12 kèm số điện thoại này. M12 kèm số điện thoại cho em. M12 này em có size S, M, L từ 40 à, từ M10 cho chị Dung Lò. Bộ bu xì là từ 10 cân cho đến 20-25 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M12, size từ 18 cân đến 30 cân, 155.000 đồng một cái. M12 kèm số điện thoại. Trang ơi lên gió chung ăn dầu. Ok chị, túi du lịch em hết hàng rồi chị nhá. Túi du lịch em hết hàng rồi. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M12 kèm số điện thoại cho em. M12 màu cam, M12 màu hồng nhạt và M12 màu hồng đậm. Được chưa? Chị yêu nào chốt M12 comment M12. M11 cho chị Đặng Hoàng Thảo Ngân. Ok chị. Thế nhưng qua chị có một cái chăn của em là bán là 229.000. Nhưng mà hàng của em là đủ cân này. Đủ cân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó may rất là chắc chắn nhá. Cảm giác như mình sờ vào cái chăn nó rất là chắc tay ý các chị. Không phải nhẽo 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 đâu. Mọi người lên đơn trên mã này là M12 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của em nó là 155.000 đồng màu cam. Được chưa? 155.000 váy em mặc không còn đâu chị Lý Trần ơi. Mùa hè bán có 45.000 thôi. Cái này là quần. Cái này của em là M12 màu hồng, 18 cân cho đến 30 cân, M12 kèm số điện thoại. Mẫu này không chốt thì chốt mẫu gì nữa. 155 nhé. 155. 18 cân cho đến 30 cân. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là M12 kèm số điện thoại cho em. M12, M10 đó chị Nhi Thái. M12 kèm số điện thoại cho em Trang. Được chưa? Giá tiền của nó sẽ là 155.000 đồng một áo. Hàng vừa nhẹ vừa ấm nhá. Hàng vừa nhẹ vừa ấm. Đây các chị này. Cái này của em sẽ là M13. Trời ơi, đẹp dã man luôn ạ. Đẹp dã man luôn. Em xả cho các chị M10 mấy nhỉ. Có thấy chị Cuộc Đời Tranh Vênh mà sao nó ẩn comment à? Ẩn comment không nhìn thấy nhá. M12 cái này lên M13 nhanh tay cho em 99.000 đồng đi đó chị yêu ơi. Em xả luôn các chị 99.000 đồng. Tình yêu nào lấy comment nhanh. Hàng đẹp xuất sắc nha các chị nha. Hàng này đẹp xuất sắc luôn. Chị yêu nào lấy cái mã này comment giúp em này. Ôi nhảy tí móc biết em vứt tay ra mà đâu hết rồi nhỉ. Trời đất ơi, mình rất là bực mình nha hôm nay á. Ngày mai không có cái gì nó chạy ý mình hết ạ. Em cái móc kia đi. Comment giúp em mã này luôn này. Đẹp lắm luôn nhá. Em có size đến 22 cân. Được chưa? Chị yêu nào mình lấy mã này mình comment nhanh cho em mã này luôn là M13 kèm số điện thoại. 10 cân đến 22 cân đúng không nhỉ? Cái mẫu này thì có đến 25 cân này. Mẫu này của em có đến 30 cân. Mẫu mà rút rút như này có đến 30 cân nhá. Thôi lên từng mã một đi. Lên từng mẫu một đi. Đẹp lắm luôn các chị yêu ạ. Đấy, mặc cho các con ấm ngực này. Mix với áo len, áo giữ nhiệt bên trong cho em. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là M13 màu đỏ nhá. M13 màu đỏ này. M13 đúng không? Em có M13 màu đỏ, M13 màu vàng. Xem của em cái mẫu này có những màu gì nào. Thanh ý luôn cho các chị yêu là 99.000 đồng một cái. Size đến 30kg. Size đến 30kg, 30-35 cân đấy các chị yêu ạ. Trời ơi, con này mặc bên trong áo gì cho em. Em cho đến 35 cân đi. Hôm nọ quên mất lấy tên hiệu lên cái nha. Con này của em đẹp. Ui dồi ôi. Con này em nói luôn là hàng em ôm thanh ý nhá. Đẹp dã man luôn ạ. 99.000 đồng một cái. Con này lên M12 chị Triệu Lâm à. Chị mới được một bộ nam để dồn đơn nhé. Ok chị, một bộ nam của chị á. Một bộ nam nào nhỉ? Bộ nam từ hôm qua, bộ nam hết hàng rồi chị nhá. Mai không biết có về không. Bộ nam em hết hàng nha mọi người. Hết sạch sẽ luôn, nay xỉ đến đóng sạch sẽ luôn. Cái này các chị lên đơn cho em là M13 cho em. Em chốt từ 12-15 cân đi. Chốt từ 15kg đi. Cái này từ size 80. Trời ơi, con này nó đẹp làm sao. Đẹp mỹ mãn. M13 cho em. Sao nhìn mờ quá. Mờ đỡ mờ rồi mà chị. Trời ơi, em chốt từ 18-17 cân thôi. 15 cân không vừa đâu. Cái này phải chốt từ tầm 17 cân. 17 cân cho đến 35 cân.
Được chưa? Comment giúp em mã này là M15. Cái này là của các bé chứ không phải của chị em mình đâu. Hàng này đẹp lắm. Chị yêu nào chốt cái mã này comment là M13 cho em. Màu này của em là màu cam này. Màu cam nhạt này. Chưa? Chất đen của nó đẹp cực kỳ luôn. 99.000 đồng một cái. M13 màu cam nhạt. M13 màu hồng này. Màu hồng, màu vàng và M13 màu tím. Em xả các tình yêu mình còn 99.000 đồng. Đẹp quá mọi người ơi. Comment nhanh cho em là M13 kèm số cho ạ. Nên như này gọi là sướng. Ok, chị Thùy Trang cũng có M13 cho chị Ngọc Nguyễn. Ok, các chị lên đơn và lấy cho em mã này là M13 kèm số điện thoại. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn ạ. M13 kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng một chiếc nhá. M13 cho em. M13 chị Trang Trang. M13 cho chị Việt Cao, Việt Hà Cao. Ok, chị gái luôn. Lên giúp em mã này luôn là M13 kèm số điện thoại nhá. Giá tiền của nó là 99.000 đồng. Giá tiền của nó là 99.000 đồng một cái. 99.000 đồng một chiếc cho em. Lên đơn thuê mã này luôn là M13 kèm số điện thoại. Lên đơn thuê là M13. Đơn tối qua đi chưa? Đi rồi chị yêu nhá. Đi rồi. Đi rồi nha mọi người ơi. M13 cho em kèm số điện thoại này. Ôi ôi, tê pha quá mọi người. M13 cho em kèm số điện thoại. Cái này các con vừa, các con mặc kiểu nó mặc phối với áo sơ mi ấy các chị. Phối cho các bé với áo sơ mi ấy mọi người. Phối với các áo sơ mi chứ không phải mặc không trùng trục như này nha. Phối cho em với áo sơ mi cho em. Phối cho các con với áo sơ mi nhá. Tình yêu nào lấy comment giúp em là M13 kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng. Em để này, mẹ này một cái màu tím này mặc nhìn cho nó tin. M13 cho em kèm số điện thoại. Cái này cho các con phối với áo sơ mi hoặc phối với áo kiểu như là phối với áo len, áo len cũng được. Hoặc là phối với áo giữ nhiệt cho em cũng xinh. Lên đơn là M13. Chị Triệu Lâm có. M12 chị Hương Quỳnh. Ok, chợ lên đơn thuê mã này là M13 kèm số điện thoại rồi. Ôi, xinh quá. M13 cho các chị yêu nhà mình với giá là 99.000 đồng. 99.000 nha. 99.000 đồng ạ. Chị yêu nào chốt M13 comment M13. Anh ngồi đây xếp hàng với em ấy. M13 kèm số điện thoại cho em 99.000 nha. M13 cho em kèm số điện thoại điện rồi. Ôi, chị ơi, xinh luôn. Cam nữa này. Bốt đằng sau của em là 145. Bốt đằng sau của em là 145 anh ơi. Mã M13 nào, tiếp tục lên M14 nữa các chị. M13 có màu này là màu hồng nút nữa này. Được chưa? 99.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment cho em là M13. Cái này hôm em không nghĩ ra đấy. Em để phối với một cái áo giữ nhiệt bên trong cho các chị thì các chị nhìn phê luôn. Cái gì? Có cái gì? Lên chân em lên rồi mà chị. Tí em tua lại cho. Tí em tua lại cho cái màu này còn có mẫu này còn mấy cái. Mẫu này của em còn vài chiếc. Cũng kỷ niệm các chị lốt 99.000. M14 nhưng mà size nhỏ 10 cân đến 18 cân. M14 còn size nhỏ 10 cân đến 18 cân. Comment giúp em mã này luôn là M14 99.000 đồng. Em đây cái mẫu này em đang xả nhé. M13 cho em cho chị Triệu, cho chị thêm Hoàng. Áo giữ nhiệt luôn đi chị. Dạ ok tình yêu ạ. Cái này comment thêm là M14 10 cân cho đến 17, 18 cân. Xinh lắm. Bán các tình yêu mình nói chung là những cái nhỏ nhỏ thì xinh ơi là xinh luôn. Chạy lên cho em má này luôn là M14 kèm số thoại nha. Còn vài chiếc thôi, cái mẫu này em chỉ còn tầm chục cái nữa thôi. Thanh lý nóc, ôi trời ơi. Xong phim con điện thoại của tôi rồi. Sao buổi tối ngày hôm nay mình thì đéo nào thế nhỉ? Ok, chị chốt hai cái chăn cừu lon để lại số điện thoại cho em. Chốt hai cái chăn cừu lon để lại số điện thoại cho em. Gió lữ trung tuổi á, ok chị Chiều Kính này. Đây cái này các chị lên là M14 cho em nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Chờ có màu xanh cốm này, màu xanh kem này, để chờ màu cam cho em ạ. Tình yêu nào lấy màu nào mình lấy màu đấy cho em. Quần lỉ bao nhiêu em? Quần lỉ của em là 25.000 chị nhá. Lên bộ bộ đã ok chị. Cái này lên giúp em này. Di lên lên nó cũng có bé trai 99.000 đồng một cái. M14 kèm số điện thoại cho em. Màu nào lên nó cũng sướng. Nhưng mà chỉ có 10 đến 17 18 cân thôi. Bây giờ chỉ còn 10 đến 17 18 cân thôi. Sao bé trai dạ ok chị. M14 kèm số điện thoại nha. Con đẹp quá, để lại một cái làm mẫu đi. Con đẹp quá, để lại một cái làm mẫu đi. Con đẹp dã man luôn. Con này đẹp dã man luôn các chị yêu ạ. Nhìn thấy là đã phê rồi. Nhìn thấy là đã thích rồi. Xinh quá. Lên thu em là M14 kèm số điện thoại. Áo phao cho bé trai 35 cân em có hàng chị nhá. Áo phao bé trai 35 cân em có hàng đấy ạ. Em chào chị Chính Cúc Huy.
đi lên bé trai thì không có hàng rồi chị ơi. Trang chim phao đút dây của nữ đi ngay. Đẹp mà size nhỏ. Thật ra là những cái nhỏ nhỏ nó mới xinh. Cái này các chị lên đâu, trên mã này luôn là M15 quần U hip hop. Quần U mì hip hop cho bé trai 78.000 đồng một quần. Quần em đang mặc không còn đâu chị nhá. Quần em đang mặc mùa hè em mới bán. Để chờ chị yêu nào chốt cái mã này lên giúp em mã này luôn là gì nhỉ? Mã này của em sẽ có mã là M15 kèm số điện thoại. M13 bé 28 cân không vừa đâu chị ơi. À M13 bé 28 cân vừa, M14 này của em thì có size bé này. À có size to này. Cái này là M13 còn em vừa mặc đấy các chị, em là 46 cân đấy. Nên nó giãn nó có số mà. Các chị lên đơn cho mã này luôn là M15. 78.000 đồng một quần. Quần hip hop cho quần hip hop vải u mì cho bé trai. Size từ 25 cân, cái này anh đấy có một mẫu. Size từ 25 cân cho đến size 40 cân. 25 đến 40 cân nhá. Chị yêu nào chốt cái mã đấy lên đơn thôi, M15 kèm số điện thoại. Đây cái này các chị comment ra là M16. Chà M16 áo phao hip hop cho bé trai size từ 28 cân đến 40 cân. 28 cân cho đến 40 cân. M16 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của nó là 159.000. Giá tiền là 159. Liên đi lê đến bao nhiêu cân? Liên đi lê chị Trần Lê của em đến 18 cân. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn là M15. M16 kèm số điện thoại cho em. Màu lâu này. Màu này của em là màu xanh này. Lâu xanh này, đỏ cho em này. Được chưa? Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em là M16 kèm số điện thoại nhá. 159.000 đồng. 159. Size đến 40 kg. Size đến size 40 kg. Size từ 27, 28 cân cho đến 40 cân. Tình yêu nào lấy cái mã này lên là M16 cho em. Màu này của em gọi là màu xanh nhá. Chợ màu này của em gọi là xanh dương này. Áo phao hip hop cho bé trai. Chợ mẫu này không chốt thì chốt mẫu nào nữa là 159. M13 bao tiền, có những màu gì? M13 qua mã rồi chị ơi, có nhiều màu lắm ạ. Cái này lên đơn cho em luôn ạ. Áo phao bé trai 24 cân đó. Đây các chị lên đơn cho em mã này đi ạ. Cái này hàng siêu nhẹ nhá, trần hai mặt luôn. Trần hai mặt luôn như này cho các chị yêu này với giá tiền là 159. Chị Trịnh Phương Nguyễn có phao người lớn chị nhá, màu đỏ, màu xanh, màu lâu và màu xanh cốm. Chị yêu nào lấy cái mã này comment giúp em là M16 kèm số điện thoại. M16 kèm số điện thoại cho em 159 nhá. 159. Bốt bé thì các chị lên là M1 hoặc là bốt bé kèm số điện thoại cho em. Bốt bé thì các chị lên là M1 hoặc lên là bốt bé kèm số điện thoại được chưa? Tình yêu nào lấy bốt bé comment bốt bé hoặc là M1 kèm số điện thoại cho em. Bốt bé của em sẽ có size từ 26 đến size 36. Giá tiền của nó là 145.000. Chờ comment là M1 hoặc comment là bốt bé cho em cũng được. Chị yêu nào lấy bốt bé để comment là M1 nhá. M1 của em là 145.000 đồng một cái. À 145.000 đồng một đôi. Chị yêu nào lấy bốt bé để comment là bốt bé kèm số điện thoại cho em. Bốt bé kèm số điện thoại 159 nhá. M13 có size 22 cân có nha chị ơi. Có. Tiếp tục em lên đơn các chị yêu mã này này. M17 cho em. Trời ơi đẹp quá. M16 dồn đơn cho chị Việt Hà Cao. M16 cho chị Thúy Nguyễn. Đây các chị lên đơn cho mã này luôn này. Áo này của em nó là phao nhăn. Có size nhá, hàng đầy đủ size các chị từ 40 cân đến 62 cân. Được chưa? Có size các chị từ 40 cân đến 62 cân. Comment giúp em mã hàng này là M17 kèm số điện thoại cho em. M17 kèm số điện thoại em lên đơn các chị với giá tiền là 169.000 đồng. Rẻ dã man luôn. 169.000 đồng một cái đủ size. Chị yêu nào mình chốt mã này comment giúp em là M17 kèm màu kèm số điện thoại. Hàng lưu ý cho em đây là phao nhăn nhá. Lưu ý cho em đây là phao nhăn, chất liệu là phao nhăn không phải phao sọt sọt. Chị gái nào chốt mã này comment giúp em là M16 rồi. 159.000 35 cân. Ok chị Nguyễn Mận. À, có sắt lách của chị em mình không? Không có. Phao nam nữ 40 cân đây chị ơi. M16 chị Đặng Hồng. M16 chị Giang Đông. Ok chị. Cái này lên giúp em là M17 kèm số điện thoại, hàng đủ size. Được chưa? Hàng có size số các chị yêu nhà mình luôn. M17 kèm số điện thoại, màu em đang mặc trên người là màu đỏ nhá. Màu em đang mặc trên người là màu đỏ đô. Chờ màu em đang mặc trên người là màu đỏ đô. Tình yêu đồ lấy comment M17 màu đỏ đô này. Tiếp tục cho em màu này của em sẽ là màu hồng. Chị yêu nào lấy cái này comment M17 hồng cho em kèm số điện thoại. Em chào chị gái Lấp Linh. Trời ơi con này đẹp dã man luôn ạ. Cái này mũ tháo được rồi này. Lông của nó cũng tháo được rồi nhá. Chị gái nào chốt mã này comment giúp em là M17 kèm số điện thoại. Với giá tiền là 169.000 đồng. Hàng này bình thường bán là 189 nữa các chị nhá. Em còn ít nữa thôi. Chờ còn ít nữa em xả lót cái mẫu này. Cái mẫu này của em nó rút dây vào nhá. Tình yêu nào lấy cái mã này comment giúp em. Cái màu hồng này em đang mặc là size to quá. Chờ chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn giúp em là M17. Màu hồng này. M17 màu rêu này.
chị chặn em vừa lên rồi đấy. Em cảm ơn chị Đỗ Hải Hưng nhé. Lên đang duyên má này luôn là M17. Chất phong nhăn. Phao này chất đẹp cực kỳ luôn ạ. Chị gái nào mình chốt má này mình comment giúp em là M17 kèm số điện thoại. Cho em xem màu rêu đây chị Đường Anh ơi, đẹp lắm luôn. Đầy đủ size nha các chị yêu nhá. Đẹp chưa? Chị yêu nào mình chốt má này comment giúp em trang là M17 kèm số điện thoại ạ. Với giá tiền là 169.000 đồng. 169 nha các chị yêu nhá. 169. Đẹp chưa? Chị yêu nào chốt M17 comment M17. Chị Kim Anh Phạm ơi, màu đỏ đâu của size gì chị? Đó, căn bản là nó còn theo size nữa, không phải là cứ còn hàng là còn size đâu các chị nhá. Không phải cứ còn hàng là còn size, tại vì hàng nhà em bán hàng nó hàng theo size số. Em không bán cái hàng một số đâu. Em không bán cái hàng một số đâu, một số chỉ dành cho người mẫu mới mặc được thôi. Được chưa? Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em mã này luôn là M17 kèm số điện thoại cho em. M16 ok chị Lâm Nguyễn. Cái này lên cho em là M17 nhá, màu rêu này, màu cam này. Rêu cam, hồng, đỗ, đen, đỏ. Đấy chưa, chị yêu nào chốt cái này lên đơn cho luôn là M17 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của nó là 169. Đẹp ơi là đẹp luôn, M17 cho chị Đồng Hà một cái. Trời ơi, mẫu này không chốt thì không biết chốt các chị chốt mẫu gì. Mặc vừa ấm vừa đẹp, mặc đi chơi, đi chiếc, các thứ đều ok. Những cái mẫu như này các chị mix với quần bò cho em đều đẹp này. Mix quần legging, mix với chân váy đều ok hết cho em. Mã lên đơn cho em là M17 nhá, màu này của em là màu cam này. Màu này của em trang là màu cam này. Chị yêu nào chốt M17 comment M17 cam. Xả nốt cái áo giữ nhiệt lam đi thôi. Chợ M17 cho em. Có size. Rồi luôn này, hỏi có size 49 cân không. Em đọc là có size từ 40 cân đến 62 cân. Các chị cứ chốt trong cân nặng đấy nhé. Ngày mai bên em xin chiều cao cân nặng rồi sẽ chốt size chốt số các chị. Đây số ở đây, số ở mác đây, số ở cổ đây các chị nhá. Đấy chờ, số ở mác đây, số ở cổ đây. Lên đơn cho luôn là M17. M17 cho chị Đỗ Hải Hưng. M17 cho chị Lường Oanh. M17 cho chị Mưa Đêm. Em bán các tình yêu nhà mình có 169.000 đồng thôi. Lưu ý giúp em là phao nhăn. Rồi chạm M17 của em có màu đen thế này. Lên đơn thuê là M17 kèm số điện thoại. Được chưa? Áo khoác màu hồng của con, chị nhận được hàng rồi, áo khoác hồng bị dính mực, bút lông á. Hôm sau lại thấy chị Lê Mary á. Thế thì quay lại đây để em đổi hàng nhá. M17 chị kèm số điện thoại cho em. M17 cho chị Lường Oanh. Ok chị, lên đơn thuê má này luôn là M17 kèm số điện thoại. Chị Lê Mary quay lại hàng để em đổi lại cái mới cho mình. Chả lấy không biên ship. Các tình yêu lưu ý cho em này, em bán hàng không biên ship nhá. Mọi người ơi, tại vì cộng rất là ít, tôi không biên ship được đâu ạ. Mà cộng nhiều lên các chị nhá, người ta có tiền lãi nhiều, người ta mới đẩy ship vào cho mọi người được. M17 kèm số điện thoại cho em. Chờ ship toàn quốc là 30.000 một đơn hàng. Tiếp tục em lên M18. Ôi đẹp lắm luôn. M17 của em là 169. M17 của em là 169. Chị yêu nào mình chốt M17 comment M17 cho em kèm số điện thoại. Trời ơi các chị yêu ơi, 169.000 đồng ạ. Chị gái nào chốt má này comment giúp em là M17. Đây là lúc em đóng vào nhé. Đây là lúc em thả ra này. Ấm lắm, con phao nhăn này thì các chị không thể chê được rồi. Chị yêu nào chốt cái má này comment giúp em là M17. Đấy chứ là 169. Tiếp tục của em là M18. Em có màu ghi màu trắng nữa, nhưng mà hiện tại là không còn hàng ở đây. Ngày mai hàng này mới lên được thêm. Tình yêu nào lấy cái hàng này comment giúp em là M18 kèm số điện thoại. M18 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của nó là 59.000 đồng. Bên trong có lót lỉ cho các anh nhá. Riêng hàng nam em nói luôn, nhà em đi hàng đẹp. Chờ em nói luôn là riêng hàng nam nhà em đi hàng đẹp cho các anh nhá. Không xù, không xiết gì cả. Cái này đủ size L này, XL, 2XL cho các chị từ 40 cân. Từ 50 cân cho các anh đến 73 cân. Mã lên giúp em luôn là M18 kèm số điện thoại. M17 cho chị Nguyễn Vinh. Rồi ok chị, đổi được chị ơi. Đổi được, nếu mà do lỗi bên em vẫn đổi hàng các chị thoải mái. Ok chưa? Cái này lên giúp em luôn. Chờ chiều à. Lên gió lữ á chị, gió lữ ok chị. Sao lại giờ này thích gió à? Các chị lên đơn cho em mã này luôn là M18 kèm số điện thoại cho em. Lên pha bé 20 cân đấy chị. 20 cân chị Lâm Nguyễn ơi, em vừa lên mấy mã 20 cân đấy các chị. Cái này lên đơn cho em luôn mã này, mã em lên 3 mã 20 cân rồi. Lên 3 mã bé gái 20 cân rồi. Mã này lên giúp em là M18 kèm số điện thoại 59.000 đồng. 59.000 đồng một cái. Này đúc vào cho em cái này. Anh ơi, 59.000 đồng một cái nhá. 59.000 đồng một cái. Em vừa lên cái phao bé rồi đấy, 20 cân đi. Được chưa các chị? Lên cho em luôn mã này M19 này. M19 của em sẽ có size cho các bé từ 8 cân cho đến 16 cân.
25.000 đồng một quần da cá chất dày. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho luôn là M19 kèm số điện thoại. M19 màu đỏ, màu tím than, màu xanh. Được chưa? M18 2 cái cho chị Vi Vi Oanh. Ok, chị để lại cho em xin lại số điện thoại nhá. Cái lên giúp em là M19 kèm số điện thoại cho em size đến 16 cân. Được chưa? Giá tiền của nó là 25.000 đồng. Quần này của em là quần da cá tàu, mặc vừa dày, vừa ấm, vừa đanh, vừa mịn nhá. Mã này của em là M19 kèm số điện thoại cho em. Lên mẫu áo khoác luôn, em chốt luôn. Ok chị, áo kaki có bé trai không ạ? M18 size L, ok Tâm An. Cái này comment giúp em là M19 kèm số điện thoại cho em. M19 thì áo mix, áo chữ M này là M bao nhiêu nhỉ? Được chưa? Đây áo chữ M này em có size từ 18 cân đến 30 cân này. M18 size to nhất, ok chị Vi, cho chị Thảo Nguyên. Cái này comment giúp em mã này là M bao nhiêu nhỉ? Đẹp lắm, cái này của em là 145.000 đồng một cái. Bên trong lót lông cừu. Tình yêu nào lấy má này comment giúp em má này luôn là mờ bao nhiêu. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hồng cam, hồng đậm ạ. 18 cân cho đến 30 cân M7 à. M7 kèm số điện thoại cho em. M18 cho chị Lan. Lan Vũ Thị Lan, ok chị. Đơn hôm qua chưa được chốt đơn, ok gộp luôn vào đây cho em. M19 cho chị Thảo Trang. Cho chị Phạm Anh Thi, ok M18 hai cái. Cái này lên giúp em là M19, M10 mấy rồi. M18 là kéo giữ nhiệt rồi đúng không? Cái này của em là M7 ạ. M7 của em với giá tiền là 145. Bên trong lót lông cừu, hàng siêu nhẹ nhá. Bên trong lót lông cừu, cái này là M19 này này. M18 cho chị à. Đây là M19 đây này. M19 cho chị nào đây cho chị à. M18 cho chị Lan, Vũ Thị Lan rồi. Cái này lên tiếp là M20. Áo phao nhăn. Áo phao nhăn dáng béo cho chị em mình. 159.000. Chị yêu nào lấy cái này comment giúp em là M20 kèm M20 phải không? M20 kèm màu kèm số điện thoại cho em. M7 cho chị Phạm Anh Nhi. Đủ size nhá. Cái này lên giúp em là M20. Ôi ấm lắm, con này thì dày. Con này nó là phao béo ạ. 45 cân đến 65 à 60 cân ạ. 45 cân cho đến 60 cân. Tình yêu nào lấy comment giúp em mã này luôn là M20 kèm số điện thoại. Chưa ạ? M20 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền là 159. Màu này của em là màu vàng. M20 màu rêu ạ. Mũ này tháo được rời. M20 cho em màu rêu này. Chợ M20 màu vàng, M20 màu rêu cho em này. M20 em có màu xanh này. M20 màu xanh, xanh đẹp lắm. M20 kèm màu kèm số điện thoại nhá. M20 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là màu xanh. Giá tiền của nó là 159.000 đồng. M7 cho chị Nguyễn Mân. Cho chị Phương Thảo, cho chị Phạm Anh Nhi, ok. Cái này lên thôi là M20. Giá tiền là 159. Hôm nay em nhận được áo phao bé bộ nam đẹp lắm chị à, đẹp hơn ở trên live. Em cảm ơn chị luôn. Em cảm ơn chị gái nhá. Tại vì người ta đầu tư nhiều lắm. Nhà em thì chỉ có cứ cọc cạch thôi. Em mới bảo rồi, bán hàng làm sao các chị tự tin để cho các chị nhận hàng. Cho tự tin thôi các chị nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, các chị lên đơn cho em mã này luôn là M20 kèm số điện thoại màu hồng ạ. Màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu rêu này. Và màu cuối cùng là màu cam. Cảm ơn chị Phạm Minh Nguyệt nhá. Lần sau mua gì qua ủng hộ cho em. Cái này lên cho em là M20 kèm số điện thoại. Được chưa? Màu cam ạ. À. Chị yêu nào chốt M20 comment giúp em là M20 nhé. Với giá tiền là 159.000 đồng một cái. Hàng phao của nó đẹp, nó không phải hàng ngắn trùng trụt đâu nhá. Các chị nhé, đây nhìn của form của nó này. Được chưa? Tình yêu nào lấy comment giúp em là M20 ạ. À. Giá tiền là 159 nhé. Giá tiền là 159.000. Giá tiền là 159.000 đồng một cái. Có bé gái 45 cân á, 45 cân chắc phải chốt hàng người lớn rồi chị ơi. Chị Oanh Oanh ơi, 45 cân chắc các con phải chốt hàng người lớn mẫu trẻ rồi. Chốt hàng người lớn mẫu trẻ. Mẫu này mình mua rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Tô Hồng Thúy nhá. Cảm ơn chị yêu luôn. Chị yêu nào chốt cái đấy lên M20 cho em 159 nhá. 159. Được chưa? 159.000 đồng một cái anh ơi. Bây giờ em lên, còn chị nào mình chưa được xem chăn đâu, mình vào sau mình chưa xem chăn đâu. M20 cho chị Thương Trần một cái. M20 cho em ơi, 45 ngày rồi mà chưa nhận được hàng nữa. Chị Huỳnh Mỹ Tường ơi, lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại đi. Lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại đi chị gái. Bên nhà em đã gọi điện chốt đơn là đi đơn rồi nhá mọi người. Lưu ý cho em Trang là bên nhà em cứ gọi điện chốt đơn rồi là bên em đi đơn đó các chị yêu nhá. Lên M20 kèm số điện thoại cho em. M20 kèm số điện thoại này. Chợ lên sau Nam đi, ok chị. Cho chị xem lại M20 tí à. M20 của em có màu hồng này. Được chưa? Có màu cam này. Hồng cam này. Xanh này. Xanh
nhá, hồng, cam, xanh, rêu. Rêu ạ. Và màu cuối cùng là màu vàng em mặc. Chị yêu nói chốt cái này lên là M20 tiền số thoại 159 nhá, 159.000. Cho em xem lại cái chăn đi mọi người. Chị yêu nào muốn có nhu cầu xem lại chăn để chấm chấm lên đi, để em xem là các chị có nhiều người có nhu cầu xem lại chăn chưa. Xem lại M3 với á. M3 là cái gì nhỉ? M3 là cái gì nhỉ? Chị nhỉ? Từ từ á. M3 là cái gì nhỉ? Chốt từ ngày thứ hai em ơi, rồi ok chị. Ok chị, đợi em tí em lên lại cho. Mọi người chị yêu nào thích xem chăn các chị chấm đi, để em xem đông đông. Chị muốn xem lại rồi thì em lên nhé. Đi đâu muộn thế? Đi đón thằng anh đi, dễ em vào xem quần áo xếp rồi cho nó. Xem lại chăn ok chị này. Đây. Đấy có bé không? Không có bé. Có từ 12 cân rồi. Cho vợ quyết cho. Đang trên nhỏ bà. Đây bà đi rồi. Chị nói lên nhưng mà đợi bà đợi được một cái. Ngại gì. Áo dư nhiệt của chị em mình không có đâu nhỉ chị ơi. M20 á bạn. Đi hai chị em đi. Vâng, hôm nào đi gọi nhé. Thôi đợi cho nó đầy đầy tháng nữa, hoặc cuối tháng đấy. Đấy. Ok chị. Cái này các chị lên cho em là M3 này. M3 của em là giá là 100. Giá của em là 149.000 nhá, M3. Cái này lên cho em là M3 kèm số điện thoại. Chào M3 kèm số điện thoại cho em. Này không thấy dáng là bé em. Có ở ngoài kia kìa, không được nghỉ tí nào vừa nãy. Đến giờ ăn cơm nha. Tôi bảo hai vợ chồng của chị khó quá. Thôi, đi nghỉ một tí xong là khách. Này, lấy đâu ra cơ. Cái này lên giúp em luôn là M3 kèm số điện thoại cho em nhá. Giá tiền là 149 nha các chị. Giá tiền này của nó là 149, có size từ 12 cân đến 22 cân ạ. Xinh lắm, những cái mẫu này thì xinh cực kỳ luôn. Cái này lên giúp em là M2 kèm số điện thoại. À M3 chứ, M3 cho chị Phương Linh Dung Thủy, ok chị. Em vào muộn rồi, ok chị nhá. Cái này lên giúp em là M3 cho em kèm số điện thoại. Hôm nay bưu tá gọi đơn, gửi địa chỉ cũ à chị, em cũng không biết được. M20 chị Hoàng Thị Hoàng Quân Nguyễn, ok chị. M3 cho em kèm số điện thoại này. M3 kèm số điện thoại cho em nhá. Giá tiền của nó là 149. Lên liên bé gái đi, dạ ok đợi em tí ạ. Chị yêu nào chốt mã kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em mua qua chân cho các chị này. À mẫu áo phao ông già. Đây mua tặng bố M21 kèm số điện thoại cho em. M21. Nay nhận được áo rồi, đẹp lắm ạ. À. Em cảm ơn chị gái Nguyễn Hằng. Thank you nha mọi người. Các chị cứ khen nhận hàng thì tin lắm các chị ạ. À, nhận hàng đẹp các con cũng vui mà chị em mình cũng vui. Đấy mình mất tiền sắm cho con à. Là được hàng đẹp sắm cho chồng cho con, được hàng đẹp là mình cũng sướng. Cái này các chị comment giúp em mã này luôn này. Ôi chị chết rồi. Từ từ nha mọi người ơi, từ từ giúp em tí nha. Thôi xong phim. Đã trả M3 màu hồng cho chị Lâm Nguyễn, ok chị. Cái này lên giúp em là M bao nhiêu nhỉ? M21 đúng không? Nhận áo nhà rồi rất đẹp. Em cảm ơn chị Thương Trần. Lên áo phao nam đi. Đợi em một tí nữa thôi. Cái này lên cho em là M21, khách số điện thoại 55 cân đến 70 cân, áo phao ông già. Cái mẫu này là áo phao trung niên nhá. Anh chàng nó chỉ thêu một cái logo ở đây thôi, rất là đẹp. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M21 139.000. Váy cũng đẹp, con nhà chị thích lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Hằng. Cái này lên giúp em luôn là M21 cho em nghiện mua đồ nhà chị rồi. Em cảm ơn tình yêu luôn ạ. M21 cho em kèm số điện thoại 139 nhá. 139.000. Có quần mặc nhà chị Nguyễn Thị Thắng. M31 cho em 139 áo phao ông già. Dạ, áo phao ông già nhá. Rồi đợi em một tí cho em tua lại chân đâu. Cái này các chị lên là M32. Đẹp ơi là đẹp luôn. Size từ 50 cân đến size 65 cân. Chờ size 50 cân đến size 65 cân lên đơn cho mã này luôn là M32 kèm số điện thoại. Hả? À, M22. M3 cho chị Đỗ Hải Hưng, ok chị gái luôn. M21 cho chị Nhàn Nguyễn, không có 80 cân. Chị ơi có phao con trai 22 cân có nha chị Hoa Ngọc Lan, lâu lắm mới thấy chị này. Cái này lên giúp em mã này là M22 kèm số điện thoại. Áo phao lam 159.000 thôi. 159 thôi nhá. M22 cho em kèm số điện thoại này, màu này của em là màu tím than, hàng siêu nhẹ nhá. Màu tím than cho em này. Cái chạm màu ghi cho em này. Màu ghi này, tím than ghi này. Màu này của em là màu sữa nhá, màu sữa. Và màu em đang mặc trên người là màu đen. Có size từ 50 cân nhá. Cái này có size từ 50 cân cho đến tầm 65 cân ạ. Lên đơn giúp em mã này luôn là M21 kèm số điện thoại. Áo gió nữ á, chị thích cái mẫu nào ấy chị chiều tím cho em xin cái gió nữ xả 94.000 cho nó hết đi. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M21 kèm số điện thoại này. Cái này của nó là khóa ở sườn này. Form này dễ mặc.
form này là dễ mặc luôn. Các anh mặc được này, các anh chung chung tuổi cũng mặc ok luôn. Mà kể cả các anh trẻ trẻ thì các anh vẫn mặc ok nhá. Mã lên cho em là M31 chạy M21 kèm số điện thoại. M21 hay M22? M22. M22 dạ vâng cũng đâu rồi. Ồ, cái lên đơn M22 màu sữa, màu ghi cho này, màu tím than và màu đen nhá. Chị yêu nào giúp cái này comment cho em là M22 kèm số điện thoại. Giá tiền là 159. Trời ơi, cái áo này mua cho các anh mặc đẹp lắm. M22 kèm số điện thoại 159 nhá. 159.000 đồng một cái. M22 không có 70 cân, không có 70 cân đâu chị. Lên giúp em mã là M22. M22 159 nhá các chị. M22 của em là 159, chị yêu nào lấy M22 comment M22. Đẹp lắm, em chào chị Diệp La. Đây bây giờ em lên chân cho mọi người nhá, tua lại chân cho các chị. À đây lên nốt cái mã này cho mọi người xong rồi em lên chân. Được chưa? Phao lữ em lừa lên rồi chị xong đi, phao lữ em lên rồi. Cái này lên giúp em là M23. M23 của em này là nó thêu hoa. M22 cho chị Đỗ Hải Hưng. Áo hồng đằng sau của bé size lớn không? Dạ có chị ơi. Áo hồng đằng sau có size lớn, xem pha con trai 22 cân rồi. Chị Diệp La, cái áo hồng đằng sau của em này có size đến 35-37 cân mà. Cái này các chị nhìn này, hàng có size nhá, hàng toàn hàng suốt thôi. Em xả lốt con này còn 94.000. Cái này đang lỗ này. Các chị lên đơn cho em mua luôn. Mã này có phao siêu nhẹ của chị em mình ạ. Mã lên đơn là M23 kèm số điện thoại. Được chưa? Với giá tiền là 94.000 đồng em hết giá cho các chị của em luôn. M23 chị Nguyễn vẫn có đơn. M20 bao nhiêu ký? M20 của em á. Từ từ, M20 là cái mã gì đấy anh ơi? Áo nhân nữ của em là có size chị yêu ơi. Đến 60 cân. Được chưa? Bây giờ các chị lên cho em M22 chị Kim Trinh. Cái này lên giúp em là M23. Em xả hết giá cho các chị luôn với giá là 94.000 đồng một cái. Được chưa? Đủ đẹp quá luôn con này. Có size MLXL 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân ạ. Chị yêu nó chốt mã này lên đơn giúp em mã này luôn. Cái này nó còn có cái cúc bấm ở đây này. Các chị yêu mình đúc đồ vào đây này. Đi xe các chị bấm vào cho em. Nhá, đi xe các chị bấm vào cho em. Có áo phao cho trẻ nam 40 cân không có đâu chị ơi. Có chị Thái Trường em lên rồi. M23 cho em kèm số điện thoại. Ô cái điện thoại bên này không còn tí pin nào mà anh. M23 kèm số điện thoại màu đen và màu cẩm nhá. Màu đen cho em và màu rêu chứ, xin lỗi mọi người. Mù màu mất rồi, lẫn màu mất rồi. M23 màu đen và M23 màu rêu. Bốt bé gái em vừa lên rồi, đợi em tí em lên lại cho. Bốt bé của em là 145 thôi. Hàng đẹp lắm, bên trong lót nỉ cho các bé đeo ấm. Đấy các chị màu nào lên đẹp, tình yêu nào thích màu nào thì mình lấy màu đấy cho em. M23 kèm số điện thoại. Giá tiền là 100. À đâu. Giá tiền của em là 94.000 ạ. 94.000 các chị đợi em tí, nó đang bị rung máy nhá. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. Cái này không có 70 cân chị ơi. Cái này lên giúp em là M23 kèm số điện thoại. Mẫu này đẹp thật sự luôn mà dày lắm. Con này phao dày. Không hiện tại. Cái gì kết nối bộ sạc của bạn đi. Cái này comment giúp em là M23 đi ạ. Kèm số điện thoại nhá. Giá tiền là 94.000. Mẫu này em lên rồi mà. Lên là sao lúc luôn. Lên tua lốt một mã này nữa này. Lên lại em xem với nha. Chị Thái Trường lên lại xem cái gì rồi. Ok chị này. M23 rêu. Các chị Nguyễn Thu Hà, ok chị gái. Cái này các chị lên là M24 cho em. Áo phao siêu nhẹ của chị em mình. Hàng siêu nhẹ nhá, cái này mặc nhẹ như không luôn ạ. Size 40 đến size 60 cân thôi. Mẫu này không còn size to. Chỉ còn size 40 đến size 60 cân thôi. Mẫu này lên đơn là M24 cho em. Màu hồng này. M24 hồng nhá. M24 màu đen. M24 hồng đen. Màu xanh cô ba, à màu xanh. M23 cho chị Đàm Đào, cho chị Nguyễn Thu Hà. M23 cho chị Song Nghi. M23 chị Vinh Hoàng, ok chị gái. Comment giúp em vào đấy là M23 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Giá tiền là 94.000 đồng. Em xả lốt cho nó. Gọn cái mẫu đấy đi. Được chưa? Tình yêu nào lấy cái mày lên đơn cho em luôn. Mã này luôn là M24. M24 cho em kèm màu kèm số điện thoại này. Lên chăn đi chị em. Dạ ok. Đợi em một tí thôi. Hết mã này là em lên chăn bây giờ. Cái này comment là M24 cho em kèm số điện thoại này. Màu này của em là màu tím than nhá. Màu này của em là màu tím than. Hàng này mặc nhẹ như không luôn các chị nhá, nhẹ như không mặc gì luôn. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là M24 kèm số điện thoại. M23 cho chị Thảo cũng ok chị. M24 cho em kèm số điện thoại này. M24 màu hồng. M24 màu tím. Ok chị Lường Anh có rêu M23. Cái này lên là M24 cho em kèm số điện thoại này. Trời ơi đẹp lắm. Xả cho các tình yêu mình còn 159.000 đồng. 159 nhá, 159 mặc nhẹ sướng cực kỳ luôn.
màu tím than này, màu này của em là màu xanh này, màu này của em là màu xanh. Dạ ok chị Nguyễn vẫn có rồi. Lên quần len ạ. Đợi em tí ạ. Anh ơi còn ít quần len đấy, xả lốt đi. M24 kèm số điện thoại cho em màu này của em là màu xanh. Em đang mặc cái màu xanh thì size nó hơi bị to. Quần len tăm ấy, hàng mà có ốp chân ở dưới ấy, có cái chân mà quần len tăm ấy. Trước bán suốt rồi cái quần len tăm của bé ấy, còn một tí thôi. Cái này lên đơn cho em mã này luôn là M24 nhá. Màu đen, màu đen của em này cũng là size to này. Chồng em cũng cầm size to vào. Chưa, chị yêu nào chốt cái này lên đơn là M24. M24 là chị Pha Lê Tím. M24 là chị Nguyễn Mai. Mặc cái này nhẹ lắm, sướng lắm. M24 kèm số điện thoại cho em đây này. M24 kèm số điện thoại 159.000. M24 màu hồng là chị Phạm Dung. M24 là chị Nguyễn Lam. À cho chị Nhung Nam. M24 chị ơi em đọc nhầm. Chị Nguyễn Nam ơi comment lại cho em mã này là M24 nhá. Đấy chưa già đã nhịu rồi đây này. M24 kèm số điện thoại, nói nhiều quá ấy mọi người. Em cũng dùng cái màu hồng này quá cơ. Các chị ạ, cái màu hồng này nó không phải là hồng rợ mà nó cũng không phải là hồng nhạt đâu. Cái màu hồng này đẹp quá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn là M24 cho em. Đấy hay là do em thích hồng với vàng không biết. Hồng với vàng thì em cứ có mẫu gì là em cứ mặc đủ ấy. Đấy chị yêu nào chốt M24 hàng có size nhá. Chị yêu nào chốt M24 comment M24. Được chưa ạ? Có size các bé từ à có size chị em mình từ 40 cân. 40 cân đến 60 cân M24 cho Hương Thanh. M24 là chị Việt Ca, Việt Hà Cao. M24 là chị Mèo Phương. Chị yêu nào chốt M24 comment M24 nhá. Bây giờ em lên lại chăn. Các tình yêu cố gắng nhìn cho em nhá. Cố gắng nhìn màu chăn cho em. Nói luôn này, hàng chăn nhà em là hàng chăn đẹp. Cam kết luôn mọi người nhận hàng. Các chị sờ vào cái chăn nó sẽ thích luôn. M24 là chị Hà Quỳnh, ok chị. Mang chăn đi anh ơi. Đây nha các tình yêu ơi, em bắt đầu lên lại chăn cho các chị gái luôn này. Nào, chân xin chăn nào. Em tua lại một lần nữa chăn nhá, các chị chỉ cần comment chăn kèm màu thôi. Được chưa? Kích thước là 1m8 2m1 đúng không? Anh thử đo lại đi. Chăn này của em là chăn hàng dày loại 1 luôn. Đấy, em cứ nói luôn là hàng nhà em bán hàng không phải đề giá lên hàng đầu, đề chất lượng lên hàng đầu các chị. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái chăn này chị em mình đắp cho em được bao nhiêu năm? Mỗi một năm nó chỉ có 3 tháng mùa đông thôi. Nếu mà tháng năm nào không lạnh thì nó chỉ có 2 tháng thôi, đúng không ạ? Đấy, mình mua cái chăn mình đắp cho em mấy năm luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là chăn kèm số điện thoại là ok. Màu này của em là màu đỏ nhá. Màu này của em là màu đỏ ạ, đỏ hoàng gia, rất là đẹp luôn. Các chị nhìn cho em cái lông nó này. Mọi năm em bán nhiều, em bán ngoài ấy, là em còn cắt ra cho các chị test thử cái lông bên trong. Nhưng mà thôi lần này không cần nhá. Tại vì năm ngoái em mới bán hôm nay em đã cắt cho các chị thử chăn thử bên trong ra rồi. Mà lần này thôi nhá, tại vì năm ngoái cắt ra em đã phải để lại em nằm rồi. Ok chưa? Chị yêu nào chốt chăn này comment chăn cho em nha. Màu này của em là màu đỏ hoàng gia. Đấy chứ ạ, màu này của em là màu hoa tím ạ. Anh toàn đưa ngang, nó không theo khổ chăn thế, khổ chăn thế. Cái này của em là chăn màu hoa tím ạ. Ôi cái này thì, có cái này thì không lo là trời mùa đông không mùa đông lạnh nữa nha. Ok chưa, M24 chị Hà Quỳnh, chị Hiếu Trang, Hiếu Lê, chị Trương Lê Hiếu Trang, ok. M24 của em có 4 màu. Chị Hiệp Nguyễn Thị có, chị Oanh Kim có M24 ạ. Xem, em cảm ơn chị Hoàng Quân Diễn, Hoàng Quân Nguyễn nha. Chị Mai Mai áo hồng treo bên trên là có đến 35 cân ạ. Tình yêu nào chốt mã này comment chăn ạ. Chăn màu này hoa tím, màu của em toàn chọn màu đẹp thôi. Thật sự các chị luôn toàn chọn màu đẹp. M24 là chị Oanh Kim, ok. Em chào chị AC Như Phương nhá. Thank you chị yêu. Cái màu này của em sẽ là màu thổ cẩm ạ. Các chị sờ vào cái chăn của nó này chắc chăn. Chứ nó không bị nhẽo xèo xẹo đâu các chị nhá. Nó không phải bị nhẽo xèo xẹo đâu ạ. Lên đơn cho em mã này là chăn màu thổ cẩm cho em ạ. Rất là đẹp luôn. Tình yêu là mình lấy mình comment giúp em là chăn kèm số điện thoại nhá. Các chị nhận hàng nó sẽ đẹp hơn ở trên live. Bởi vì là ở trên live em dơ rất là gần. Các chị không nhìn được, không nhìn được hết đấy. Được chưa? Có 22 ký không chị ạ? Cái đấy thì 22 cân thì không vừa rồi. 22 cân bị rộng ạ. Cái màu này của em là màu kẻ Big Berry ạ. Chăn này của em là chăn kẻ Big Berry ạ. Rồi màu nào cũng đẹp luôn ý ạ. 229.000 đồng ạ. Lên đơn giúp em mã chăn kèm số điện thoại. Chăn kèm số điện thoại cho em 229 nhá. 229. Em chào chị Nhung Lan nhá. M24 là 100 bao nhiêu nhỉ? 159 chị ơi. 159 ạ. Dạ ok ạ, chăn cho chị Thương Trần có ạ. Xem áo cho bé 9 tuổi ạ. Ok tình yêu luôn, em vừa lên rồi ạ. Áo bé đằng sau bán chưa? Em lên rồi đấy chị. Comment tiếp cho em mã này là chăn hoa đỏ ạ. Comment là mã này là hoa đỏ cho em, màu nào cũng đẹp nhỉ. Mẫu này các chị mua cho ông bà ấy. Những cái màu tối tối này này. Chà, mua cho ông bà bố mẹ gì thì mua. Chăn của em là 229.000 đồng. Lay chị chọn thổ cẩm đổi lại rồi. Ok chị gái Dương Hoa. Cái này comment giúp em là chăn kèm số điện thoại. Áo hồng nãy chị mặc bao tiền vậy? Chị cô bé ngốc ơi, áo hồng của nãy em mặc là 229.000 à,
cái đấy là 159.000. Cái này của em là chăn cừu no cừu vàng ạ. Cái này là chăn hình con cừu vàng ạ. Các chị nhìn nó, em một cái chăn này, em ôm nó không hết đâu ạ. Đấy, thấy chưa mọi người, không ôm được hết đâu ạ. Lên đơn cho em mã này là chăn kèm số điện thoại. Màu này của em là màu con cừu vàng rồi. Em như đứng như này thì không to lo rét rồi. Tình yêu nào mình lấy chăn, mình comment cho em là chăn thôi, bỏ cái màu này ra đi. Chăn kèm số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Dạ, em chốt đơn chăn cho chị Hương Hoàng, chị Trần Huệ ạ, chị Lưu Trâm ạ, giao hàng rồi. Ok chị gái luôn, chị Lưu Trâm, để mai em kiểm tra lại đơn nhá. Chị Phạm Thúy, ok chị gái này, chăn cho em kèm số điện thoại nhá. Chăn kèm số điện thoại cho em 229.000. Nhưng mà hàng đầy đủ cân này, thứ hai nữa hàng nó rất là chắc chắn, rất là đẹp nhá. Tình yêu là ok thì mình lấy thôi. Chứ còn em không đề cái giá cả nó lên hàng đầu đâu. Tại vì là có những cái sản phẩm chăn này, hàng thiếu cân hoặc là hàng rẻ hơn một chút, bán rẻ hơn một chút cho chị em mình, thật sự luôn là bọn em thoải mái lấy được. Nhưng mà em không lấy những cái hàng đấy nhá. Chăn cho chị Hương Thanh, ok chị. Chăn hoa tím cho chị Lương Oanh, ok chị này. Lên cho em là chăn kèm số điện thoại nhá, 229.000 đồng một cái. Ok chưa, chăn cho chị Thơ Ít Vũ một cái. Ok chị này, lên đơn giúp em là chăn. Chị nào có đơn lưu thì comment dồn đơn lưu. Hả? Trong này có cái áo rất nào không kiểu của nó. Hết rồi. Đấy, thế cái này này xinh ơi xinh. Em lấy cho gạo, mà con gạo thì em cứ dứt đi cái bèo này. Con gạo tính nó không điệu tí nào. Hôm qua lấy cho nó cái xét kẻ, cái kẻ đâu rồi nhỉ? Xét kẻ có con gấu, nó chỉ đeo mỗi con gấu thôi. Còn cái váy nó cứ tình nó không mặc. Thế chứ để con này nó không điệu tí nào cơ. Áo treo nhỏ nhất là 25 cân chị ơi. Chăn của em là 229.000 đồng. Nhưng lưu ý giúp em là hàng đủ cân nặng. Thứ hai nữa là may nó của nó rất là chắc chắn nhá. Các chị nhận hàng, các chị sờ hàng, bóc hàng em mà kiểm tra cho em. Rất là đẹp luôn, tình yêu là mình lấy chăn, mình comment chăn kèm số điện thoại cho. Rồi bây giờ chăn cho chị Hạ Vi Cương một cái, ok chị gái luôn, đỏ hoàng da. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn này. À đây, quần len đây rồi. Quần len em còn ti nữa thôi, em xả lốt cho các chị yêu nhá. Đây này, cái này lấy cho con gái mặc này, mặc thích lắm. Cái quần này của em nó không phải mỏng tanh tành tành đâu. Đây này, nó là chất len nhá. Đấy chưa, nó vừa giãn, nó vừa dày mà nó lại vừa ấm. Chăn cho chị Lường Oanh, ok. Chăn cho chị Nhung Trần, ok. Chăn cho chị Lan Lan, ok. Chị gái luôn. Hàng đẹp lắm nhá, em đã bảo rồi, riêng hàng nhà em Trang không phải đề giá lên hàng đầu đâu. Bởi vì em cũng tính luôn mà. Các chị em mình cũng cứ tính luôn cho em luôn là một cái chăn mình cứ đắp cho em đấy vài năm. Đúng ạ. Một năm nó chỉ có rét có 3 tháng thôi. Đấy là năm nào rét. Gọi là năm nào rét tại Hàn, như năm nay nó mới 3 tháng thôi. Còn không nó chỉ tầm 2 tháng thôi. 2 tháng mùa đông thôi. Đấy, các chị lên đơn cho em mã này luôn nào. Mờ bao nhiêu? M25. Em còn size đến 17 cân thôi. M25 này em chỉ còn size từ 8 cân đến 17 cân thôi. Xả lốt các chị yêu luôn. Của mình 35.000. 35.000 đồng. Dày nha, không phải hàng mỏng mà gió luồn qua đâu ạ. Đó chưa? Cái này của em rất là dày, nhưng mà chỉ còn size từ 8 cân đến 17 cân thôi. Chị yêu nào mình chốt mã này này. Cái này đẹp này. Chị yêu nào mình chốt mã này, mình comment giúp em mã này luôn là M3 mới nhỉ? M25 kèm số điện thoại. Em bán 35.000 một cái. Áo treo đằng sau của em là 165. Áo treo đằng sau chị Thái Trường ơi, đợi em một tí nhá. Chị Đỗ Tiến Nhật, đợi em một tí. Lên quần bé gái 30 cân đấy chị. Đấy, quần bé gái 30 cân đấy, không còn cái mã nào đấy. Chăn cừu vàng đó chị Thùy Phương, đã ok chị. Đây các chị lên đơn cho em mã này luôn là M35 kèm số điện thoại. Đây nha các chị yêu nhá, còn một cái này size 30 cân này. Còn một cái này size 30 cân này. Size 30-35 cân ấy, chị yêu nào chốt cái này còn một cái nhá. Còn một cái size 30-35 cân. M35 cho em. Chăn cừu vàng cho chị Thùy Phương rồi. M35 chị Mai Nguyễn. M35 chứ anh ơi nhỉ. M25 cho chị Mai Nguyễn. M25 cho chị Hà Dị. Ok chị. Cho chị xem lại chăn thổ cẩm với á. Rồi ok. Thank you luôn. À, cho các chị xem lại luôn có gì đâu. Cái này lên giúp em mã này luôn này. Là mã M mấy trẻ em không nhớ rồi. Đây các chị cứ nhìn trước, không tí em đọc mã sau. Mã này của em nó sẽ có giá là 165.000 đồng. Bên trong lót lông cừu, hàng này mũ tháo được rồi. Chờ em có size từ 25 cân đến 35 cân. Mẫu này thì ngày mai em lại về thêm màu đỏ. Nhưng mà hiện tại ở đây em chỉ còn màu vàng và màu hồng nha. Màu vàng và màu hồng. Chị yêu nào mình chốt mã này, mình comment giúp em mã này là M bao nhiêu. M5 kèm số điện thoại vàng đâu anh ơi. M5 kèm số điện thoại cho em. Cái này cho nó lẫn luôn. Hả? Không phải, đây là hoa cúc. Cái này lên giúp em là M5 kèm số điện thoại. Như cái đấy em treo lên rồi anh bà nhìn em. M5 cho em kèm số điện thoại, xem lại M5
M17 đi á. Chăn cừu vàng cho chị nhé. Ok chị Mai Phan Thị Thanh. Ok chị Hoa Phương. Thảm giường đi em à. Đây, chăn thổ cẩm đây chị yêu nhá. Các chị nhìn cái chăn này một mình em ôm không hết đâu. Trời ơi, cái này của em nó ấm này. Chắc chắn lắm cái chăn đó. Đấy, chứ sờ vào cái chăn mà nó mềm tút mềm teo ra thì buồn cười lắm các chị yêu ạ. Cho em xin lại cái màu vàng đi. Chăn kèm số điện thoại cho em. À đây này. Đây, màu vàng của em đây. Tình yêu nào lấy cái này comment chăn nhá. 229.000 M25 chị Nguyễn Thu Hà gộp đơn tạo ok chị gái. Cái này của em là 165.000. Cái này thì cam kết luôn là có số người ta bán ra còn 200 mấy cơ. M24 là chị Oanh Kim. Cho chị xem lại áo phao lam M11 à. M11 là cái mã gì đấy anh nhỉ? Đây các chị lên đơn cho mã này là M5. Cái này các con mặc đến đâu các chị rút vào đấy cho em. Mặc đến đâu các chị rút làm đấy cho em nhé. Mã này của em sẽ có giá là 165.000 đồng M5. M5 của em có vàng hồng từ 25 cân. M25 là chị Mèo Phương. 35. Cái này lên giúp em là M5 kèm số điện thoại. M5 kèm số điện thoại này. M25 là chị Mèo Phương rồi. Chứ vứt cái này ra ngoài đi nè. Lên áo phao bé trai đi rồi. Ok chị phao bé trai 22 cân còn mẫu nào không? Đấy. Phao bé trai cái túi hộp kia kìa. Xem lại M24 nè chị. M24 là cái gì đây? Ok, chăm cho chị Hương Trần. Cái này của em nó là mẫu vừa rồi em lên khác nhá. Mẫu vừa rồi em lên nó là mẫu phao hip hop. Còn mẫu này của em nó là phao nhân. Phao nhân của bé trai 159.000 hết. Chị yêu nào mình thích màu nào mình lấy màu đấy. Màu này của em là màu tím than. Size từ bao nhiêu cân đây? Màu này của em là màu rêu. Hả? 35 cân đến 40 cân. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho em mã này luôn. Đẹp quá, 159.000. Chị gái nào chốt mã này lên đơn cho em. Chăn của em là 229.000. Hàng này người ta chạy quảng cáo không có dưới 250 đâu. Em nói thật luôn, nếu mà hàng đủ cân mà đẹp như thế. Đây chị yêu nào mình chứ còn cái chăn mà dưới 200.000 không nói nha. Chị gái nào mình chốt mã này mình lên đơn cho mã này là M26 đúng không? M26 kèm số điện thoại. 35 đến 40 cân, xem lại M20 chị Mai Nguyễn à. Có màu đỏ đô không chị? Cái gì chị cô bé ngốc nhỉ? M5 chị Hương cho chị Quỳnh Hương Quỳnh. Ok chị. Đẹp quá luôn các chị yêu ơi. Ui con phao này của các bé đẹp quá. Phao này là phao nhân ạ. À. Các chị gái lên cho em mã này luôn là M26 ạ. À. Màu của em đang mặc là màu rêu nhá. M26 màu xanh than nữa này. M26 của em có màu gì ạ? À? Có màu đen ạ. À. Chị gái nào chốt M26 comment giúp em trang M26 kèm màu kèm số điện thoại. Giá tiền là 159.000 đồng. 159 nha các chị. 159.000 M26 ạ. Chị yêu nào chốt M26 các chị comment giúp em M26. Chị ơi đêm hôm qua chưa gọi điện chúc đơn à? Chị Winby Trần ơi, chị sợ các chị không nghe thôi. Tại vì nhà em các bạn gọi điện hết đơn đấy. Chờ M5 chị Bạc Hà Hương Anh Ghi Mai gọi lại chị Winby Trần. Xả M12 hồi nãy rồi. Ok chị Hương Quỳnh. Cái này lên giúp em là M26159 nhá. Size 35 đến size 40 cân. Đấy chờ size 35 40 cân. Xem lại M17 đi. Ui dồi ôi các chị xem lại nhiều thế nhỉ. Xem lại M17 là cái gì nhỉ? Chăn nó chỉ có 7 màu đấy thôi. Chăn nó chỉ có 7 màu đấy thôi. Hả? M17 à, M17 là áo phao rút dây. À đây cái M24 đây em tua lại này. Xong em tua lại M17 cho. Các chị lên đơn cho mã này là M24 này. Em còn tất cổ dài cho bé không? Em còn tất cổ dài, cho em xin tất cổ dài luôn đi. Cái này các chị comment giúp em mã này luôn này. Là M24 ạ, màu hồng nhá. M24 màu hồng cho em ạ. Giá tiền là 159. Đơn hôm qua mình cũng chưa thấy gọi, chị Thơ Ít Vũ dồn luôn vào đơn hôm qua cho em. Đơn hôm qua chưa thấy gọi, hôm nay dồn đơn vào cho em nhá. Cái này các chị lên đơn trên mã này, các chị có khả năng làm đơn 1 đi. Đơn 1 các bạn không gọi ấy. Có khả năng sản phẩm ít quá ấy, tại vì các bạn gọi sợ các chị chả đi đơn ấy. Cái này lên giúp em là M24. Em có cả màu đen nữa ạ, giá tiền của nó là 159. M24 cho em kèm số điện thoại, M24 màu hồng này. Hàng siêu nhẹ nhá, màu hồng đẹp quá. M24 kèm số điện thoại cho em. Em không nhớ M20. M24 màu hồng, màu tím than và màu xanh. Chị yêu màu đen nữa, có 4 màu thôi. Chị yêu nào chốt M24 comment M24. Rồi ok chị. Chị mưa đêm có M26. Cái này lên là M24 cho em kèm số điện thoại. 159.000 nhá, 159. Đây M20 của em đây. M20 của em đây ạ. Chị yêu nào chốt cái này comment M20 em mặc thử một cái thôi, xong là các tình yêu mình sẽ gọi là gì ạ? Sẽ gọi là nhìn nhìn màu nhá.
M26 hàng phao nhăn. Cái mẫu này dáng vừa vừa thôi, không dài cũng không ngắn, đẹp chưa? Mẫu này hàng thời trang. Chị gái nào chốt cái này comment cho em là M26, à M20, màu cam này. M20 màu cam, màu em biết là còn màu gì nó lẫn đồng hết rồi. Lẫn đồng hết rồi các chị ạ. Tìm được lại màu đâu. Không tìm được lại mẫu tại vì em vứt nó lẫn lông tôm hết rồi. Cái này em có phao nhẹ như vậy có của bé không? Em không có ạ. Ờ à, không 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 có đâu. Cái này lên đơn trên mã này luôn là M20. M20 kèm số điện thoại cho em. Nhưng mà màu lại đẹp lắm chị Đỗ Hường, đẹp lắm. M20 cho em. M20 màu đỏ đô, màu cam này. M20 có màu rêu nữa này. Màu rêu màu đen nhá, màu rêu màu đen. Chị yêu nào chốt M20 comment M20 đây rêu đen ạ. À. M20 cam rêu đen, đỏ đô hồng. Đây các chị nhá, em tua lại hết cho mọi người xem theo yêu cầu rồi đấy. Cái mũ của nó tháo được rồi và áo của nó cũng tháo được rồi luôn. À mũ tháo được rồi, lông tháo được rồi. M20 kèm số điện thoại này, đen, hồng, cam, rêu. M24 bao nhiêu cân? Hôm nọ đặt hàng nhà Trang mà không thể gọi đến chốt đơn à. Đặt lại cho em đi chị ơi. Cái lên thôi là M20 kèm số điện thoại nhá. Được chưa? M20 kèm số điện thoại cho em với giá tiền của nó là 169.000 đồng một cái, 169. M24 là đến bao nhiêu cân vừa đấy? M24 là đến 56 cân, cái gì đấy? Như vậy lên lấy hết đâu. Mai lại có mà, mai lại lên mà. Hôm nay bọn nó đến đắng xỉ ấy, nên bọn nó đắng. M20 màu cam mà chị Chính Quốc Huy. Các mẹ ơi, mã phao nam là mã mấy? Phao lam á chị, phao lam trần trong trần ngoài đúng không? Phao lam trần trong trần ngoài là mã mấy nhỉ? M24 hay sao á chị Thái Trường? Áo phao nam là mờ mấy? 22. Áo phao nam của em là M22 chị Thái Trường ơi. Lên cho là M22 kèm số điện thoại. M20 màu cam ok chị Phương Nguyễn Thị, M20 đẹp lắm. Cái này lên thôi là M27 đúng không? M27 kèm số điện thoại cho em ạ. Quần nót lông cho bé gái này. Thế M26 vừa lên rồi thấy. Cái này là vừa nhỉ Trang nhỉ? Ừ, xinh ấy. Cái này lên cho em là M27 kèm số điện thoại cho em. Em thấy M27 kèm số điện thoại nhá. M27 của em này. M27 cho em kèm số điện thoại này. M5 cho chị ok chị Oanh Kim. Cái này lên cho em là M27 kèm số điện thoại. M27 kèm số điện thoại cho em. Với giá tiền của nó là 68.000 đồng. Phao người lớn em vừa lên rồi chị ơi. Chị hàng còn em vừa lên xong ấy. Cái này lên thôi là M27 em còn size đến 18 cân ấy. Cái này tự nhiên là còn một cái size to thế nhỉ. Không chọn màu thì còn size to này. Còn đến 22 cân còn một cái này. Tình yêu nào chốt cái này lên đây là M27 đẹp chưa. Em bán các tình yêu với giá là 68.000 đồng hai chiếc quần lót nông. Hàng dày lắm, đẹp lắm. Chị yêu nào chốt cái này comment dưới là M27 nhá. 68.000 hai chiếc. 68.000 đồng hai chiếc cho chị Trần Lan M24 màu tím than. Cho chị xem lại với ạ. Ok chị. Cái này lên giúp em là M27 kèm số điện thoại. 68.000 đồng 2 quần. 68.000 đồng 2 quần cho em M27 nhé mọi người nhé. Lên giúp em là M27. Phao bé trai mà. À phao bé trai á. Phao bé trai á. Phao bé trai đâu rồi? Không, phao bé trai. Phao nhăn bé trai đấy là M bao nhiêu đấy? M27, M20 đỏ đơ cho chị Song Nhi, M27 cho chị Mai Nguyễn, ok chị. Lên giúp em là M27 kèm số điện thoại. Đây các chị hỏi cái mã này đúng không chị ạ? Chị Hằng Cọt đây, chị hỏi cái mã này đúng không? M27 cho em. Đây hỏi mã này của em đúng không? Đây là M17. Cái nào là M17? Thế vừa nãy là đọc là M20 đi đây. M20 là áo phao béo. Ô thế thì chả bảo đấy, mọi người cứ chốt M20 từ nãy giờ. Lúc em rõ em hỏi lại cái mẫu này là M bao nhiêu, em bảo M20. Đấy thôi các chị ơi, chị yêu nào vừa chốt cái mã này thì comment lại cho em là M17 với. Sorry mọi người. M17 cho em với, xin lỗi mọi người nhá. Đó, xin lỗi các chị yêu nhá, cái này của em là M17 ạ. Chị yêu nào vừa comment M20. Bỏ ghim, em bỏ ghim rồi mà, em có để ghim đâu. Cái này của em là 169 nhá. Quần lót lông là mã M27 kèm số điện thoại cho em. Cái này của em là M17 đấy ạ. Xin lỗi các chị gái nhá. M17 của em mũ tháo được rồi và cái lông của nó cũng tháo được rồi này. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn là M17. Vừa nãy chị nào chốt M20 đi này. Nhiều chị chốt M20 đi này. Chết rồi.
M20 của em là M20 của em là ấy đấy, M20 của em là phao béo đấy. M20 của em là phao béo đấy. Xem lại bốt bé gái đi là ok chị. Comment giúp em mã này là M17 nhá. M17 em có màu đen. M17 em có màu đỏ nâu này. Màu full màu đều đẹp. M17 màu đen, màu đỏ nâu cho em này, màu hồng ạ. Màu hồng cho em nhá. Màu rêu cho em này, màu rêu này. Màu rêu và màu cuối cùng là màu màu cam. Chị yêu nào chốt M17 comment giúp em là M17 kèm số điện thoại. Giá tiền của nó sẽ là 169.000 đồng. Hôm nay nhận hàng đẹp lắm em cảm ơn chị Phạm Thủy nhá. Áo phao cho bé gái của em là cái mẫu này của em là 165. Chị yêu nào chốt bốt thì comment cho em luôn là bốt bé hoặc là M1 cũng được kèm số điện thoại. Bốt bé hoặc comment M1 cho em kèm số điện thoại, có size từ 26 đến size 36. Cái này em đang lấy hàng nhỡ với cả hàng đại về để phục vụ các con đi học đấy nhá. Phục vụ các con đi học cho nó ấm chân đã này. Được chưa? Tình yêu nào chốt cái mã này comment cho em là bốt bé hoặc là phạm là M1 cũng ok. Được chưa? Em có size từ 26 cho đến size 36. Các chị nhá, size từ 26 đến size 36 145.000. Chị yêu nào chốt bốt bé mình comment giúp em là gì ạ? M1 hoặc là bốt bé cũng đều ok. Đẹp dã man luôn ạ. Chứ đẹp dã man luôn. Chị yêu nào lấy bốt bé comment bốt bé nhá, hoặc là M1 có đủ size cho các con từ 26 đến 36. Giá tiền là 100. Giá tiền là 145. Giá tiền là 145 này. Quần lót lông em lên rồi đấy tình yêu. Quần lót lông em lên rồi. Áo phao bé gái của em cái mã kia là. Tiếp tục em lên M28 cho các chị gái. M28 may xả đi mọi người nhá. 95.000 đồng 3 chiếc M28. Cái này của em nó là chất len tăm. Chất cút tông len ấy, dày mềm mịn. Được chưa? Dày mềm mịn cho em ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là M28 kèm số điện thoại, full màu của nó đều đẹp. Ok chị Lê Lan nhá. M28 cho em màu nào cũng đẹp. Chợ M28 màu đỏ này, M28 màu hồng cho em này. M28 màu vàng này. M28 màu hồng đỗ này. Ui dồi ôi, các chị yêu nhìn cho em này. M28 kèm màu kèm số điện thoại, M28 màu đen. Cái này em bán cho các tình yêu luôn là 95.000 đồng 3 chiếc M28. Chị gái nào chốt M28 comment giúp em là M28 kèm số điện thoại. M28 kèm số điện thoại cho em. Dạ rồi ok, lên lại quần lót lông đi chị. Dạ ok, lấy cho em quần lót lông người lớn đi. M28 cho em kèm số điện thoại. Cái này của em là chất cốt tông nen nhá. Cái này của em Trang là hàng chất cốt tông nen ạ. Rất là đẹp luôn. Chị yêu nào chốt M28 comment M28 đủ size cho bé từ bây còn đến size đến bao nhiêu cân. Em còn size từ 10 cân đến 18 cân nữa là hết hàng rồi mẫu này. Mẫu này chỉ còn size nhỏ thôi. Mẫu này em còn size từ 10 đến 20 cân à. 10 đến 20 cân cho em ạ. Giá của nó là 95.000 đồng 3 chiếc. Mặc bên trong áo vest cho em. Các chị nhá, mặc đi ngủ cho em. Con này các chị này, mặc cho bé bên trong áo vest, đi ngủ cũng đều ok. Dạ, bên trong áo vest, bên trong áo khoác, bên trong các kiểu luôn. Vì chất của nó rất là dày, rất là mịn. Hàng rất là đẹp luôn. Trang xem mã áo phao bé trai mã mấy để chị đặt rồi đó em tí ạ. Các chị lên đơn cho mã này luôn là M28 ạ. Chị kèm số điện thoại cho em. M28, cái này em chỉ có đến size 20 cân nữa thôi. Áo nhung cho bé khi đặt đêm còn không? Áo nhung là cái mẫu nào nhỉ? Chị Winby Trần nhỉ? À còn đấy chị. Lên đơn trên mã này là M28 kèm số điện thoại nhé. M28 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của nó là 95.000 đồng 3 cái. Tính ra nó có 3 mấy nghìn đồng một cái, rẻ lắm. 95.000 3 cái cho em. Xem lại bốt là gì? Bốt em vừa lên xong. Các chị comment cho em luôn là bốt bé cũng được kèm số điện thoại. Bốt bé kèm số điện thoại nói chung là có hai màu đỏ hồng như này. Các tình yêu nhá, có hai màu đỏ hồng. Tình yêu là chốt bốt bé thì comment bốt bé kèm số điện thoại. Đủ size cho các con từ size 26. Từ size 26 cho đến size 36. Lên đơn cho em má này là bốt bé. Giày thể thao không có. Áo khoác cho bé 40 cân không có đâu chị ơi. Áo khoác cho bé 40 cân chốt tốt nhất chốt ra hàng người lớn. Có phần tất của mình không ta? Không ạ. Rồi lên đơn cho luôn là bốt bé kèm số điện thoại cho em. Các chị yêu nhá. Tiếp tục em lên đơn cho các chị là M29 này. Có đôi bút 33 để tớ nhé Trang. Ok chị. Comment bút bé kèm số điện thoại. Hoặc comment M1 được. Ta bảo anh tiếp vậy cho. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là M29 ạ. M29 là bộ cho bé này. Cho em xem lại M5 đi chị. M5 á chị. M5 là cái áo này đúng không? Anh cho em xin cái mã phao nhân của bé trai là bao nhiêu mã bao nhiêu để lên này. 159 ấy. Cái này của em là phao KK M5. M5 của em là 165 nhá. KK của em là 165 bên trong lót lông kiều này. Đấy chứ ạ, quần mặc nhà ok chị. Dồn đơn M28 cho chị mưa đêm. Cái này comment giúp em là M5 kèm số điện thoại có hai màu vàng hồng đỏ.
Màu đỏ thì ngày mai mới về thêm, còn hiện tại là em chỉ còn màu vàng, màu hồng thôi. Tình yêu nào lấy thì comment giúp em mã này luôn là M5 kèm số điện thoại ạ. Với giá tiền của nó là 165.000 ạ. 165. Được chưa? M25, M14 ok chị Oanh Kim. M28 ba cái không lấy màu đen ok chị gái luôn. M28 kèm số điện thoại cho em. Đồ bộ quá ok chị này. Bốt bé của em là 145. Bốt bé của em là 145. Đây tình yêu là mình lấy cái này, mình comment giúp em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại này. 99.000 đồng các chị yêu, mình có 3 bịch luôn. 99.000 đồng các chị yêu, có 3 bịch hàng của công ty nha. Được chưa? Chị gái nào chốt cái mã này lên đơn giúp em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại, 3 bịch to to đoành đoành như này luôn ạ. 3 bịch giấy vệ sinh hoặc là to đoành đoành luôn, em bán các tình yêu với giá là 99.000 đồng ạ. 3 bịch. Chị yêu nào mình lấy cái này comment giúp em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại nhá. 99.000 đồng 3 bịch giấy vệ sinh. Được chưa? 99.000 đồng các chị yêu, có 3 bịch giấy vệ sinh luôn. Lên giúp em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại. 99.000 đồng 3 bịch nhá. 99.000 đồng 3 bịch. Bộ dài tay rồi, bây giờ em lên bộ dài tay cho bé đây. À, đơn khi đến vẫn còn giữ để mai gọi điện. Đúng rồi chị ơi. Bốt bé, chị yêu nào chốt bốt bé để comment bốt bé cho em. M5 chị Dung Lò ok chị, giấy vệ sinh cho chị Mai Nguyễn. Giấy vệ sinh chị nào dùng rồi các chị biết nhá. Cái này thứ nhất hàng của nó rất là đặc. Thứ hai nữa hàng của nó gì ạ? Dai và trắng. Nói chung là ok lắm, dùng cái giấy vệ sinh này thì gần như là em toàn là lấy cứ chạy cho các chị hết là em lại chạy. Hôm nay chốt đơn rồi ok chị gái luôn. Đặt đơn rồi ok chị. Chị Winby Trần cứ để lại mã cho em kèm số điện thoại. Comment mã là dồn đơn hôm qua chưa gọi nữa là ok, để mai bảo các bạn gọi lại cho mình nhá. Khoa hồng ở đằng sau của em là 165.000 chị ơi. Khoa hồng đằng sau của em là 165. Tiếp tục các tình yêu lên cho em mã này là mã gì nhỉ? M30 kèm số điện thoại. Trời ơi. Con quần lót lông này bây giờ chị em mình mặc nó đang quá sướng luôn. Thật sự các chị gái luôn, tầm này các chị yêu mình đang mặc gọi là quá thích luôn. Cái này có size từ 40 cân đến 55 cân, lên đơn cho em mã này luôn là M40. M40 giấy vệ sinh cho chị Kim Anh Trần ok chị này. À, em cảm ơn chị Lê Lan nhé. Cái này comment giúp em. À còn quần thể thao nữ không? Em còn đấy chị. Quần thể thao nữ anh lấy lại cho em một cái vào đây đi, tại vì em vứt đi đâu rồi ấy. Cái này các chị gái comment giúp em mã là M40. Giá của nó yêu thương cực kỳ luôn, hôm nay xả lốt các tình yêu đón lạnh nhá. 47.000. Mã hàng của em là M40 kèm số điện thoại, 40 cân đến 55 cân. 40 cân đến 55 cân, quần u mì cái này cào khiếp thoải mái cho em. Sướng lắm, không bị sờn vải, bị xù vải, được chưa? Chị yêu nào mình lấy mã này comment giúp em là M40 á. M40 kèm số điện thoại, giấy vệ sinh cho chị Đỗ Hải Hương ok tình yêu ạ. Giấy vệ sinh em bán 99.000 đồng 3 bịch. Các chị đi ra ngoài tạp hóa mua những cái hàng này nhá. Đây này, logo liên biết của công ty luôn như này. Chợ 65.000 đồng 70.000. Một bịch như này, bịch của em nó to như này chứ nó không phải ngắn đến đây đâu. Các chị yêu, đây là giấy vệ sinh kèm số điện thoại. Bốt bé cho chị Trần Lan ok chị. Bốt bé có xài, bốt bé chị Hoa Vũ ok chị gái. À, giấy vệ sinh cho chị Đỗ Hải Hường rồi. Chị yêu nào chốt giấy vệ sinh nữa không để em qua mã này. Các chị lên đơn cho mã này là M40 kèm số điện thoại nhá. Với giá tiền là 47.000 em xả lốt đấy. Cái này em chỉ còn tầm chục 20 chiếc thôi. Chị gái nào chốt lốt thì lên đơn cho em luôn là gì ạ? Rồi à, cái gì nhỉ? Đây cái bộ của bé đây, à quần thể thao đây. Quần thể thao đây về mẫu mới nhá. Quần thể thao hôm nay em về mẫu mới luôn. Chất của nó là chất u mì đanh xịn sò. Cái này của em là 78.000, đủ size các chị từ 40 cân đến 65 cân. MLXL2XL. Được chưa? MLXL2XL cho chị yêu nhà mình luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là M, không nhớ cái mẫu này là M mấy nhỉ? Em không nhớ cái mẫu này là M mấy thôi. Trời ơi. Con quần của em này. Các chị nhìn này. Ôi đẹp quá. Ôi. M40 cho chị, M5 cho chị Thái Trường, M40 cho chị Pha Lê Tím, M28 cho chị Thoa Vũ, M40 chị Nguyễn Hằng, M40 chị Phương Vi Linh Anh. Dạ ok chị. Áo khoác hồng sau lưng có 31 cân. Chị ơi có 31 cân, có đến 35-37 cân ạ. M40 chị Ái Vân Nguyễn có ạ. Chị An Bảo có áo cho bé trai không chị? Dạ có ạ. M40 cho em kèm số điện thoại. Cái mẫu này của em cho anh xem lại khoác hồng đằng sau. Dạ ok chị ạ. Chị Bo bé này. Đây các chị yêu ơi, mẫu này của mình là mẫu M bao nhiêu nhỉ? Áo khoác hồng đằng sau của em là M5 các chị yêu nhá. M5 của em giá của nó chỉ có là 165.000 thôi. Bên trong lót lông cừu cho bé size đại, size từ 25 cân đến size 35 cân nhá. Có size XL và 2XL. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M5 kèm số điện thoại 165. Bốt bé cho chị Nguyễn Hằng ok chị. Các chị chốt bốt bé đi, đi ra ngoài mua 180-200.000. Ok chưa, tình yêu là mình chốt mã này mình comment giúp em này. À, cho chị xem lại quần lót lông
cho bé. Dạ ok chị, xem phao nhăn bé trai mã mấy đó em. Giấy vệ đợi đợi em một tí nha chị Thái Trường. Giấy vệ sinh là 99.000 đồng ba bịch ạ. Chị Đàm Đào nhá, giấy vệ sinh của em là 99.000 đồng ba bịch. Cái mã phao nhăn của bé đi kìa. Phao nhăn của bé trai là màu bao nhiêu để cho chị Thái Trường chị chốt. Phao nhăn mã phao nhăn bé trai mới này. Thế anh bỏ qua mã đấy rồi, mã này cũng nhiều người chưa chốt đấy. Mã này em lên lại là M41 đi chị ơi. Chị Thái Trường comment M41, em có 3 màu rêu, đen và tím than. 3 thế mọi người lên đến M40, anh gặp là M40. Em hỏi đi hỏi về cái quần à. Thôi kệ nó, bỏ qua những cái mã kia đi. Em không có super đâu chị ơi. Em ship qua Viettel nhá, không lằng nhằng đâu, em không biết super gì đâu. Cái này các chị lên đơn cho em mã này là M41 cho em kèm số điện thoại. M41 kèm số điện thoại cho em. Giá tiền của em là 159.000 đồng. Cái này là phao nhăn nhá. Cái này của em là phao nhăn này, dáng này đẹp quá. Chị gái nào chốt mã này lên giúp em mã này luôn là M41 cách số điện thoại cho em. M41 cách số điện thoại. Cái quần kia kìa, M5 gộp đơn màu hồng ok, giấy vệ sinh, dùng dai sướng nắm, xài sướng nắm, em cảm ơn tình yêu luôn. Lên đơn cho em mã này là M41 cách số điện thoại cho em. Giá tiền của em là 159.000 đồng. 159. 159 nhá. Cái gì là 159. M5 màu hồng cho chị Nhung Dương, M41 cho chị Thái Trường, ok chị. Comment cho em là M41 giấy vệ sinh cho chị Mèo Phương. Giấy vệ sinh này dùng dai sướng lắm, thật sự luôn ạ. Cái này em cứ chạy gần như là chạy suốt cho các chị yêu. Tức là khách mà hết cái là lại em Trang ơi chị hết giấy vệ sinh, em Trang ơi chị hết nước giặt rồi. Nhiều nhiều chị cùng hết một phát là em lại cho về. Chờ các chị lên đơn cho em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại đi ạ. Giấy vệ sinh 99.000 đồng ba bịch ạ. Đồ bộ bé đi là ok tình yêu luôn. Đấy cứ cầm lên lại nhấc xuống này, nhấc lên lại bỏ xuống. Tìm cho em cái mẫu quần em đang mặc này này, xem nào nó là mã mấy đi. Chị Lê Thị Lan đang bảo. Chị Lê Lan ơi không, mai em gọi video chị nhá. Mai em gọi video chị nhá. Cái này các chị comment cho em mã này là M42. Đổi M5 sang màu hồng nhé. Dạ ok chị Phương Nguyễn Thị luôn ạ. Sao 159 bé trai 30 cân mặc được không em? 30 cân các con phải cao. Các con phải tầm 9 tuổi trở lên nhá. M6 ạ. Quần em đang mặc là M6 ạ. Đây các chị gái lên tiếp cho em mã này luôn là M42 ạ. Cho chị một can nước giặt màu vàng nhé. Rồi ok chị. Cái mẫu này đã lên đâu? Chưa lên. Cầm lên thôi đã lên đâu. Xong anh đi ra ngoài em không nhớ mã thì em không lên. Nhiều. Giấy vệ sinh cho chị Huyền Trương ok chị, cho chị Thủy Phạm ok chị này. Comment giúp em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại 99.000 đồng ba bịch ạ. Bé 12 cân có đấy chị yêu ơi. Cái này comment giúp em mã này luôn là M42 kèm số điện thoại này. Phải M42 không? M42 kèm số điện thoại cho em. 55.000 đồng một bộ. Bộ này của em là chất da cá tàu nhá. Bộ này của em là chất da cá tàu, đanh mịn lắm. Cái này mặc ở nhà, mặc đi ngủ, mặc đi chơi, mặc đi lớp cho các con đều ok. Thời tiết này thì đi ngủ mặc cho các con những cái bộ như này là hợp lý nhất này. Em có size từ 8 cân đến 17 cân 5 tuổi. 8 cân đến 17 cân 5 tuổi. Hàng này đánh size từ số 1 đến số 5, à số 7. Chị yêu nào chốt mã này M5 chị Kim Thanh, quần lót nông bé gái. Em vừa lên xong đợi em một tí em tua lại cho. Cái này các chị comment giúp em mã này luôn là M42 kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này. M42 cho em có màu vàng này. M42 cho em màu hồng này. Chị yêu nào chốt M42 comment M42 kèm số điện thoại nhá. M42 kèm số điện thoại cho em. Màu hồng đậm này. M42 em có màu hồng nhạt nữa. Cái này của nó là chất da cá tàu. Chị ơi, bút của em là 125 à 145. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn giúp em là M42 màu hồng này. Màu hồng đậm này, màu đỏ cho em này và màu tím nhá. Màu vàng bộ này hết đúng không anh? Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M42 ạ. À. Ôi các chị ơi nhìn chất của nó này. Đẹp lắm ạ, 55.000 đồng một bộ M42. Quần em mặc là mã M6. M42 màu tím cho em 55.000 đồng một bộ nhá. 55.000 đồng một bộ ạ. À. Chị yêu nào lấy M42 comment M42. Quần em đang mặc là mã M6. Quần đang mặc là M6 phải không? Quần đang mặc là M6 phải không? Quần em Trang đang mặc là mã M6 các chị yêu nhá. M6 ngày hôm nay xả các chị với giá là 78.000 đồng. Mẫu mới về luôn.
Chợ M6 kèm số điện thoại cho em chất u mì hàn nhé, không phải chất sạm hay là không phải chất cốt tông gì đâu. Cái này là chất u mì hàn. Chị em nào lấy cái mã này comment giúp em là M6 kèm số điện thoại M42 chị Mai Nguyễn. À, Mai gọi chốt đơn nếu gọi được rồi, ok chị gái luôn. À, ok chị, à, giấy vệ sinh à, M42 chị Yến Phan Hải. Ok chị, M42 của em là 55.000 đồng một cái á. Áo phao chị đang mặc cho bé 12 cân có chị ơi. À, comment giúp em là M42 kèm số điện thoại 8 cân nhá, cho đến 17 cân. Có size từ số 1 đến số 7 luôn. Được chưa, tiếp tục M43 này. Em kỷ niệm nốt các tình yêu cái mẫu này. Phao nhá, phao em nói chung là bán hàng chất phao nó phải mềm phải đẹp. Không bán cái hàng phao xoạt xoạt ly lông. Các chị nhìn trên này là thấy luôn. Đây, các chị nhìn cho em này. Được chưa, chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là M43. Chị Phạm Phương quần lót lông có chị nhá. Cái này lên giúp em là M43 kèm số điện thoại. M43 cho em 88.000 đồng một chiếc. M43 từ 10 cân cho bé đến 18 cân. M43 kèm màu kèm số điện thoại cho em M43 màu đỏ này, 88.000 đồng. M43 màu ghi cho em 12 cân cho đến 18 cân. Em E2 còn không, E2 qua còn nha chị. Bo bé giấy vệ sinh với đôi bốt. Ok chị Nguyễn Giang comment là giấy vệ sinh cộng bốt bé kèm số điện thoại giúp em. Cái này lên đơn cho em mã này luôn là M43 88.000 đồng một cái màu ghi. Đấy chạm M43 của em có màu lâu nữa, size đến 18 cân các chị nhá, đẹp lắm luôn. 88.000 đồng, chị yêu nào chốt mã này lên đơn M43. Em xem bốt bé rồi, ok chị. M6 chị Chính Cúc Huy. Chị yêu nào chốt quần em đang mặc lên là M6 chất u mì hàn loại 1 luôn. Chờ các chị lên đơn cho em mã này luôn là M43 màu xanh ạ. Giá là 88.000 đồng một cái. M43 cách số điện thoại. Cái này vẫn còn đến 18 cân đúng không? M43 cách số điện thoại cho em 88.000 đồng. Lên pha bé trai 30 cân đó. Chị Tiến Bùi em lên rất là nhiều rồi. Ok chị Tiên Ngốc, chị Tiến Bùi đợi em một tí nhá. M6, M23, M40. Ok thank you chị gái. Lên tiếp cho em mặc đôi bốt bé đây. Anh ơi, cho em xin lại một cái đôi bốt màu đỏ đi. Đây các chị nhá. Ui đẹp thế nhỉ. Cái này comment giúp em mã này luôn là bốt bé hoặc là gì ạ? Hoặc là comment giúp em mã này luôn. Trời ơi, đây em cho các chị đôi to cho các chị nhìn cho nó phê này. Đây này. Cái này em cho các chị xem đôi to nhìn cho nó thích. Cho nhìn cho nó rõ. Ui trời ơi đẹp quá. Cái này đủ size từ 26 đến size 36 ạ. Đủ size từ 26 đến size 36 ạ. Comment giúp em mã này luôn. À, mã M43 màu ghi chị Huyền Hương, Huyền Trương. Dạ ok thank you chị gái này. Mình mới vào cho mình xem lại. Dạ ok chị. Cái này comment giúp em phao bé gái 15 cân nhiều lắm chị ơi. À, có áo khoác cho bé 10 cân không chị? Dạ em có hàng. Cái này các chị gái comment giúp em mã này luôn là M1 hoặc là M4 hoặc là bốt bé cũng được. 88.000. Cái này comment là M1 hoặc là địa bốt bé cho em cũng ok. Cái này em có đủ size cho các con từ 26 đến size 36. Cái này các chị mua cho các em về size nhỡ trước, size đại trước để phục vụ cho các con đi học mùa này nó lạnh nhé. Các chị nhá, phục vụ cho các bé đi học mùa này nó khỏi lạnh này. Chờ bên trong có lót nhung cho các bé luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là M1 kèm số điện thoại hoặc là bốt bé kèm số điện thoại cho em. À, cái bốt ấy có chị nhìn phê nhờ, phê quá đúng không? M1 cho em kèm số điện thoại với giá tiền là 145.000. Cái này các chị đi ra ngoài cam kết luôn không có dưới 180 nhá. Thật sự luôn là không biết ở đâu bán cao hơn không, nhưng em dám khẳng định luôn là không có dưới 180. 145.000 đồng một đôi. Mã hàng của em là M1 hoặc đôi bốt kèm số điện thoại M43 chị Hoàn Nương. Ok chị. Đấy, lên đơn cho đôi bốt kèm số điện thoại có hai màu là màu đỏ, màu đỏ và màu hồng nút. Được chưa, màu đỏ màu hồng. Cái màu này thì nói chung là dễ phối màu phối đồ rồi. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em luôn là đôi bốt kèm số điện thoại cho em hoặc là M1 kèm số điện thoại là ok. Giá tiền của nó là 145.000 nhá, giá tiền là 145. Chợ giá tiền là 145. M43 chị Hoàn Nương còn bộ nỉ của bé trai 16 cân 3 tuổi em còn nha chị Mười Trần. Bốt bé chị Huyền Trương ok chị này. Lên đơn cho em mã là bốt bé kèm số điện thoại. Đồ dài của bé gái còn nha chị Nguyễn Phú Kim Phú ấy. Đây lên xả lại cho các chị áo bé trai 30 cân này. Áo bé trai 30 cân cho em. 30 cân cho đến tầm. Đây 30 cân cho đến 4 à, cái này là 28 cân cho đến 40 cân. 28 đến 40 cân cho em. Mẫu này là mẫu phao hip hop này. Mẫu này của em là mẫu phao hip hop 3 màu. Lên đơn cho em mã này luôn là mã gì nhỉ? Mã phao hip hop này anh ơi lên màu mã rồi nhỉ? Mã phao hip hop này em có màu lâu này, màu xanh và màu đỏ nhá. Cái này lên là M16 cho em 159. M16 159 cho em kèm số điện thoại này. Comment giúp em trang mã này là M16 đi ạ. 159.000 đồng ạ.
M16 em có màu lâu này. Mà, ôi dồi ôi, tung hết vào kia rồi. Đấy, anh cứ giật giật vào đâu ấy. Ồ, quá nhà bị M16 cho em kèm số điện thoại này, màu xanh cốm em đang mặc này. Dung lắm anh ơi, anh cứ dính vào cái gì, cái cây gì rồi ấy. Anh dính vào cái ghế đấy nó kết sang nhau hay sao ấy. M16 màu lâu nhá, màu em đang mặc là màu cốm này, màu đỏ xem này, màu đỏ M16 này, và màu gì ạ, và màu, màu này của em là màu xanh, xanh, xanh dương nhá, màu này của em là màu xanh dương, đấy, dung, vẫn dung mà, nó chưa, chưa êm đâu. Lên đơn cho em mã này là M16 kèm số điện thoại, 159.000 đồng, thao siêu nhẹ nhá, cái này nhẹ lắm. M16 kèm số điện thoại cho em 28 cân cho đến 40 cân. Áo phao phía sau không có 4.